Bạch Thầy, con có hai câu hỏi mong Thầy giải thích. Một, mỗi sáng con thường niệm chú Dược Sư. Chú này niệm để hộ thân hay là chữa bệnh? Mong Thầy giải đáp. Khi con mất, con không thờ trong chùa, không có quy tâm bảo ở nhà cúng mặn. Vậy người mất này có được giảng sanh không? Và người mất đó sẽ đi về đâu? Và trở lại trần gian độ con cái không? Này là invest thì ít mà muốn lời nhiều nè. Thưa đại chúng, niệm chú Dược Sư là niệm cái gì? Ngoài cái ý nghĩa chúng ta mỗi ngày trì Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sắc Xã Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà, trì cái bài chú đó. Khi mình trì cái bài chú đó là cái bài chú đó nó có cái công năng, nó giúp cho chúng ta định tĩnh cái tâm. Mà khi chúng ta định cái tâm thì tức khắc bài chú này trở thành ra một phương thuốc trị cái tâm loạn động của mình. Trị được cái bệnh, cái tâm bệnh loạn động của mình. Và khi chúng ta trì vào ly nước thì chúng ta gửi cái năng lượng bình an thì nó chữa được cái thân bệnh của mình. Còn nữa, mỗi chúng ta phải là một Đức Phật Dược Sư. Bởi vì thân tướng của Đức Dược Sư là lưu ly quang. Lưu ly quang là gì? Là thân trong sáng như ngọc, như pha lê. Thân và tâm của mình cũng trong suốt như vậy. Để mình làm một Đức Phật Dược Sư cho đúng nghĩa. Người ta tới cầu cứu với mình là bởi vì mình là một Đức Phật Dược Sư. Người ta tới, người ta cầu cứu với mình. Và mỗi chúng sanh phiền não trong tâm mình cũng là một bệnh nhân mà cần được chữa trị. Vì vậy cho nên trì chú Dược Sư có nghĩa là chúng ta trở về với cái tánh dược ở trong ta. Bởi vì trong mỗi cỏ cây nó đều có chất thuốc hết á. Có một hôm nọ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biểu Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi hái thuốc. Nói cây nào là thuốc đem về đây. Thiện Tài Đồng Tử không đem gì hết. Hỏi tại sao không đem? Dạ thưa, cây nào cũng là thuốc. Hôm khác, cây nào không phải là thuốc đem về đây, cũng về tay không. Nói dạ, cây nào cũng không phải là thuốc. Thuốc hay là, bởi vì trong mỗi cái cây nó đều có tánh dược. Ứng dụng đúng thì tánh thuốc nó phát. Ứng dụng không đúng thì tánh độc nó sanh. Cho nên thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Thí dụ như bây giờ á, sữa đậu nành mà mình uống với một cái chất gì đó thì nó vô nó làm hư cái thận của mình, thí dụ vậy. Hoặc là măng cục mà ăn với khoai mì thì chết, thí dụ vậy đó. Thì bởi vì nếu ăn măng cục không thì măng cục nó có chất thuốc. Nếu ăn khoai mì không thì khoai mì nó cũng có chất bổ. Nhưng mà hai cái đó mà pha lại thì có thể nó thành độc. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cây nào nó cũng có tánh dược. Cho nên Phật Pháp cũng vậy. Ứng dụng đúng thì Phật Pháp thành ra Pháp dược. Mà ứng dụng không đúng thì trở thành ra độc dược. Cho nên Đức Phật mới nói cái bài kinh bắt rắn đó. Có ai mà dám ví dụ lời dạy của mình như con rắn độc không? Chỉ có Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Phật nói lời dạy của tôi mà quý vị ứng dụng không đúng thì cũng trở thành ra một con rắn cắn quý vị được. Cho nên mình phải ứng dụng Phật Pháp cho đúng thì nó mới không có sai. Quý hiểu ý như vậy. Đó là nói vấn đề dược. Còn ở đây á, cái câu này: người mất không thờ trong chùa, không quy y, ở nhà cúng mặn, vậy có được giảng sanh không? Đi về đâu? Xin thưa, cúng kiến hay là thờ tự, đó chỉ là việc làm của người còn ở lại đối với người đã mất. Cái quan trọng là mỗi chúng ta phải tự tạo cho mình một tư lương để mình đi về cái cõi mình muốn, chứ không phải là do người ta cúng mà vãng sanh hay là người ta cúng mình nó. Cái cúng kính là cái tình của người còn ở lại, cái nghĩa của cái người còn ở lại. Mà quan trọng là tất cả chúng ta phải tự tạo cho mình. Tạo cách nào? Quy y Tam Bảo chưa đủ,
Bởi vì đó chỉ mới quy y Tam Bảo thôi, mà chưa sống được với cái dược chất của Tam Quy Ngũ Giới. Tam Quy Ngũ Giới nó có chất thuốc của nó, mình phải uống cái thuốc đó. Nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử nguyện học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đó, mấy cái đó là thuốc hết đó. Quy y cái đó, quy y với những cái đó để được vãng sanh. Một cái cây mà nó nghiêng về phải, chặt cây nó ngã về phải. Cây nó đã nghiêng về trái, chặt cây nó nghiêng về trái. Mình á, tùy nghiệp mà thọ sanh. Còn Phật Bồ Tát là tùy nguyện mà giáng sanh, tùy nguyện mà vãng sanh. Cho nên mình á, hằng ngày mình tạo cái nghiệp gì thì theo cái nghiệp đó mà đi. Không phải vấn đề là quy y hay là không quy y, thờ ở chùa hay là không ở chùa, cúng chay hay cúng mặn. Mấy cái đó là cái việc làm, cái tình nghĩa của người còn ở lại. Cái quan trọng là cái tâm chúng ta hướng về cái gì. Bây giờ quý vị chưa quy y mà đời sống hàng ngày hướng về cái nẻo lành, làm cái việc lành, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ việc lành, đừng lo không vãng sanh. Ngay đời này, giây phút sống hiện tại là đã vãng sanh rồi. Chưa qua cuộc sống đời thường thì từ đâu Thầy có những kinh nghiệm cuộc sống quá hay để giảng cho chúng con nghe? Này điều tra. Thưa đại chúng, thì thật sự ra đó, nếu mà quý vị nhìn cho kỹ thì quý vị thấy cuộc sống trong đạo nó cũng không có khác đời mấy đâu. Bởi vì ở ngoài đời hay là trong đạo thì tất cả chúng ta cũng đều là phàm phu, đều là chúng sanh. Thì cái thất tình, cái hỷ nộ, cái buồn giận, cái ganh tức đủ thứ nó cũng tràn ngập ở trong thiền môn. Nhưng mà có cái khác à. Cái khác là người tu biết nhận ra nó, rồi cảm thông, rồi chuyển hóa, rồi từ đó rút kinh nghiệm. Chứ còn chúng ta đều là những chúng sanh. Trong kinh có một lần có một vị hỏi Đức Thế Đức Phật, một vị Bồ Tát: địa ngục ở đâu? Nói nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Vậy thì địa ngục là gì? Căn bản của địa ngục là tham sân si. Nơi nào còn chúng sanh là nơi đó có tham sân si. Mà khi tham sân si còn thì địa ngục còn. Vì vậy quý thầy mà có được kinh nghiệm gì trong cuộc sống thì cũng giống như quý vị thôi, nó đổi cái đối tượng thôi. Thí dụ như bây giờ mình sống chung chạ chị em trong nhà thì trong đạo là gì? Huynh đệ chung chùa. Vậy thôi. Rồi quý vị thì người đi làm, kẻ thất nghiệp, ở trong chùa thì người làm nhiều, người làm ít. Rồi quý vị, người nào làm nhiều thì bực, trong chùa người nào nấu nhiều nổi quạo. Cũng vậy thôi, đổi đối tượng. Nhưng có điều cái người tu nó hơn ngoài đời là chúng ta nhận ra cái đó rồi chúng ta tu tập chuyển hóa. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng có quên là quý thầy cũng giống như là một cái chỗ để cho người ta trút những cái khổ đau vậy đó. Ở trong chùa đó bây giờ là Pháp Hòa là 1-800 hotline mà. Email có nè, điện thoại có nè, gửi thư tới có nè. Và thậm chí bây giờ cái thùng phước sương cúng dường Tam Bảo trong chùa không phải tiền không đâu, mà nó có những câu hỏi nữa. Mà bây giờ đâu phải chỉ ở Mỹ, ở Canada không, ở Việt Nam nữa. Bây giờ Pháp Hòa còn khoảng 5 lá thơ của Việt Nam gửi qua, và mỗi một lá thơ không dưới 10 trang giấy. Tại vì ở bển rảnh lắm.
Là quý vị biết làm sao không? Phật tử đi chùa mỗi tối rồi gom lại với nhau thành 5-7 nhóm vậy đó. Rồi một nhóm 5-10 người, cái mỗi người đặt ra câu hỏi, mỗi người một thắc mắc, thì có một người ngồi viết thư, gom hết những câu hỏi thành một xấp giấy gửi qua, mà Pháp Hòa chưa có giờ trả lời câu hỏi nào hết. Thì quý vị không, ngoài những cái đó ra còn rất nhiều những lá thơ khổ đau đủ thứ, tình ái đủ kiểu hết cho ông thầy nghe trơn. Không dám bật mí với ai, chỉ dám bật mí với thầy, vì những điều đó là bí mật. Nhưng mà có nhiều vị cũng nghĩ rằng tại sao con nói cho quý thầy nghe những cái khó khăn rồi quý thầy đem ra quý thầy nói cho đại chúng nghe. Xin thưa đại chúng, quý thầy nói những cái điều đó không có cái tâm gì đâu, chẳng qua là muốn cho tất cả mọi người thực chứng thực nghe được những cái khổ đau đích thực của kiếp người, của đời sống thật, để chúng ta tìm ra những cái cách chúng ta giải thích, chúng ta hiểu thôi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Bát Nhã nó có ba loại: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật chứng Bát Nhã. Quý vị viết cái thư cho quý thầy đó là văn tự Bát Nhã, chữ nghĩa, rồi quý thầy nghe xong rồi quý thầy hiểu được sự thật của nó là gì. Mỗi người nghe xong thì quán chiếu, gọi là quán chiếu Bát Nhã. Mà quán chiếu xong rồi mình thấy sự thật của đời, thì từ đó mình tìm ra một cái lối tu tập thì gọi là gì? Thật chứng Bát Nhã. Vậy thôi. Cho nên cái nào cũng có gì lạ. Mình ở ngoài đời mà một hai người bạn tâm sự với mình mà còn quá trời những cái kinh nghiệm, huống chi là ở trong đạo. Xin thầy chỉ dạy dùm chú Đại Bi tiếng Tây Tạng. Mô Phật. Tiếng Việt nói còn không xong nữa kêu tiếng Tây Tạng. Sẵn đây Pháp Hòa thưa đại chúng cái việc này: mình là người Việt Nam, mình dư những kinh điển bằng tiếng Việt Nam, cho nên cứ tụng kinh bằng tiếng Việt Nam để chúng ta thấu hiểu được cái lời kinh. Không can chi phải tụng tiếng Tây Tạng mới linh, hay là tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Phạn mới linh. Linh hay không linh là tại mình. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Pháp Hòa nói ví dụ, ở trong Phật giáo có một cái phương pháp tu, đó là chép kinh, mà tiếng Hán gọi là tả kinh. Bây giờ quý vị muốn chép kinh nè, quý vị tìm một quyển kinh nào đó mà mình đọc vô mình hiểu mình chép lại được. Mình mua một cuốn tập cho đẹp, bắt đầu mình chép. Chép kinh để làm chi? Đó là một cái hình thức để cho chúng ta thâm nhập lời kinh mà qua cái cách thức chép lại. Thí dụ bây giờ, hồi nào giờ mình chưa bao giờ chép cái bài kinh. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Pháp Hòa đọc vậy quý vị nghe, quý vị hiểu hết không? Hiểu hết. Mà bây giờ mình chép đi, chép từng câu thì cứ câu nào mình đọc xong, mình chép lại câu đó, thì tự nhiên cái lời kinh nó trở thành ra pháp âm vi diệu luân lưu ở trong trí hóa, trong tâm thức, ở trong con người của mình. Đi mua một cuốn kinh chữ Tây Tạng đồ sẵn, rồi về ngồi cầm đồ vậy nè, hỏi đồ gì vậy? Kinh. Mình phải chép cái kinh gì mình hiểu, nó mới đúng cái nghĩa. Chứ còn đi chép cái kinh mà mình không hiểu gì hết thì nó là kinh gì đâu, phải không? Thành thử ra kinh là gì? Là nhặt góp những lời dạy của Phật, gom nó lại để nó thành kinh. Cho nên kinh là góp lại những lời Phật. Cho nên chữ kinh còn được định nghĩa là kết mang. Trong năm nghĩa của chữ kinh thì trong đó có một cái nghĩa là kết mang. Kết mang là gì? Như một cái vòng hoa kết lại để chúng ta đeo vào trong người cho nó đẹp. Thì từng lời, từng ý, từng chữ của Phật kết nó lại
để chúng ta trở thành ra một cái tràng hoa chúng ta đeo. Cho nên chúng ta phải đọc kinh như vậy, chép kinh như vậy thì chúng ta mới hiểu. Đừng có lo mình tụng cái tiếng Việt đó, nó bị trại tiếng. Xin lỗi quý vị là mình tụng cái bài này nè: Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điệt Dạ Tha. Tiếng Việt rõ ràng mà đọc còn trại tới trại lui nữa đó. Già Di Nị Già Già Na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Cho nên mình phải viết kinh bằng tiếng Việt, đọc kinh bằng tiếng Việt. Pháp Hòa bây giờ nói tiếng Việt không rồi nữa mà biểu kêu dịch tiếng Tây Tạng. Có một Phật tử gọi phone tới: thưa thầy, nhờ thầy dịch giùm con cái pháp danh. Pháp Hòa tưởng đâu là chữ thí dụ như là Diệu Hằng, Diệu Thúy, Diệu Bông, Diệu Xoài gì đó thì mình còn dịch được. Hỏi pháp danh cô, pháp danh chi? Nói dạ con không biết, tại vì con quy y bằng tiếng Tây Tạng. Rồi thầy Tây Tạng cho con cái tên, con đọc con không được, con không hiểu gì hết. Con nhờ cái cô thông dịch, cổ dịch cái tên của con ra tiếng Anh. Bây giờ con nhờ thầy từ tiếng Anh chuyển ra tiếng Việt. Không có đắc giới. Thọ giới mà mình không hiểu cái lời của pháp sư truyền giới cho mình, làm sao đắc giới được? Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, quý vị chắp tay lên đọc theo Nam Mô Toro Bara gì đó, cái quý vị đọc, quý vị cũng đọc mà đâu hiểu gì đâu. Thì bây giờ cũng vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe truyền giới bằng tiếng Việt nè: quý vị thiện nam tín nữ, Đức Phật dạy rằng ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con nay xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống đến cho mọi người. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới này không? Chừng đó mới nói làm sao? Dạ, xin giữ được. Là vì mình hiểu. Còn thầy có rù rì cái trên đó cái tiếng gì mình không hiểu gì hết, sao đắc giới? Đắc giới là khi mình hiểu được lời của giới sư thì mới gọi là đắc giới. Còn mình không hiểu gì hết thì không đắc giới. Vì mình cái giới thể, khi mà người thầy hỏi đây là giới thứ nhất quý vị giữ được không, thì ngay cái giây phút quý vị đáp rằng dạ giữ được, cái đó là giới thể. Cái thể, cái thân thể của giới pháp bây giờ người thầy trao xuống cho mình tiếp nhận cái đó. Ngay cái giây phút mình trả lời dạ giữ được, đó là chúng ta tiếp nhận cái giới thể. Còn bây giờ thầy nói mình không hiểu gì hết, không, thành thử ra don't worry, đừng, không cần phải tụng tiếng Tây Tạng, không, cứ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Bà Lô Kiết Đế gì đó, mà khúc sau là cứ già na hoài mà không ra được cũng không sao, từ từ rồi ra. Bởi vì khúc sau nó có cái chỗ Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, mấy cái ha hoài mà đọc tới há luôn mà cũng ra được. Thưa thầy, người ta nói đi hộ niệm đám tang, người chết hay chui vô xe của mình. Mình không thể chạy thẳng về nhà được, phải ghé lại công viên để con ma đó đi xuống. Chú cho ơi, cái câu này nó hay chi lạ. Làm sao mình biết con ma nó chui vô? Làm sao mình biết con ma nó chui vô cái xe đó? Rồi mình ngừng ở công viên, mình có dám bước xuống cửa mình nói dạ mời anh bước xuống? Mình dám nói không? Rồi thí dụ gặp con ma lì nó không xuống rồi sao? À, cho nên cái không có cái chuyện ma nào mà chui vô xe ngồi hết á. Một cái bãi đậu xe cả trăm chiếc xe, mắc gì chui vô xe mình? Phải chi mình đi limousine à, mình đi hoi gì Odacy, mình đi những cái xe mắc tiền rồi nó còn ké vô một chút. Đi cái xe cũ mềm mà lo chi. Mà thiệt sự không có ai vô đó đâu.
Rồi bây giờ thí dụ bà Pháp Hòa nói ví dụ con ma đó nó có chui vô thiệt, rồi mình ngừng ở một cái công viên nào đó, mình nói dạ mời anh bước xuống, mình sao không biết nó xuống? Rồi nó không xuống làm gì nó? Không lẽ ở công viên hoài sao? Không có cái chuyện đó, không có ma nào chui vô xe mình ở đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đừng có tin mấy cái đó. Tin mấy cái đó rồi riết rồi cái mình cũng, mình chưa làm ma, cũng chưa thấy ma, mà tin riết cái mình cũng ma. Mà ma gì biết không? Ai biết ma gì? Thôi không có tin cái này nha. Cứ đi tụng kinh đám tang đi, đi hộ niệm có công đức. Vì khi mình tới hộ niệm trong cái giây phút đó, người thân người ta mất một người thân, mình đến mình an ủi, mình đến mình chia sẻ, người ta vui lắm. Người ta có ấm lòng. Và cái người mất cũng được mình hộ niệm cái tâm thức, và đồng thời mình góp cái lời kinh làm cho người nghe cũng được hiểu được cái đạo lý để sống đời sống hàng ngày cho tốt. Thưa Thầy, hằng năm ngày giỗ của ông bà, nếu mình kêu con cái đi vô chùa dự lễ cầu siêu, vậy thì mình có ép buộc con cái mình không? Tuy rằng mình biết con cái chẳng bao giờ đi chùa, và biết rằng con cái không muốn đi. Cái vấn đề mình cúng giỗ, mình kêu con cái vô trong chùa đó, thì cái điều mình cũng phải cần làm. Bởi vì xin thưa đại chúng á, cái vấn đề cúng thờ ông bà không phải của Phật giáo. Đó là cái truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng khi đạo Phật có một cái đặc biệt là đạo Phật đi đến đâu cũng không bao giờ đi ngược lại hay là chống phá những cái truyền thống cao đẹp của mọi đất nước đó. Mà ngược lại, đạo Phật biết hòa nhập và lồng thêm những đạo lý để cho cái ý nghĩa của cái việc đó nó càng thêm cái ý nghĩa. Cho nên cái vấn đề cúng giỗ không phải ông bà nào ngồi đó chờ mình một năm cho ăn một lần, nhưng mà cái cúng đó đó là chúng ta nuôi dưỡng, chữ cúng nghĩa là cung dưỡng, nuôi dưỡng cái hình ảnh ông bà trong tâm thức của con cháu. Và chúng ta nuôi dưỡng cái văn hóa, cái truyền thống cao đẹp là chúng ta nhớ nghĩ tổ tiên và cội nguồn. Cho nên tất cả chúng ta dù biết rằng con cái không thích, nhưng mình cần phải nói cho các con hiểu được cái ý nghĩa để các con về chùa hay là về nhà để làm cái lễ giỗ. Nếu không tiện về chùa, mình làm ở nhà cũng được, nhưng cần đơn giản, đừng quá rườm rà. Con cái nó thấy nó ngán, hết đời của mình rồi nó chán, phải không? Và nó sẽ không có làm. Quý vị nhớ là chúng ta không có ăn cái bữa đó đâu. Nếu có ăn là chúng ta chỉ hưởng cái hương vị thôi. Cái người mất không ăn như mình, mình ăn thì nhai nuốt, cho nên gọi là đoàn thực. Người mất rồi thì ngửi cái hương gọi là xúc thực. Nhưng mà cúng kính đó là để bày, cho nên gọi là cúng kính. Vì mình kính cho nên mình cúng. Mà cúng nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi, dưỡng nuôi cái tinh thần hiếu đạo, nhớ cội nhớ nguồn, trở về truyền thống của các con các cháu. Và cái quan trọng là chúng ta biết giản tiện, biết làm sao cho cái buổi cúng đó nó nhẹ nhàng, nó không có quá rườm rà để các con các cháu không thực hiện được. Mình là người tiên phong để cho các con các cháu tiếp nối, thì chúng ta phải bắt đầu có bài bản như thế nào để các con các cháu có thể tiếp nối được mình. Thì như vậy chúng ta mới không có lỗi là chúng ta ra nước ngoài mà chúng ta không còn giữ hết hai đời, là chúng ta mất gốc. Mình cứ làm đi, thành tựu được bao nhiêu đó là tùy duyên phước của mỗi người và mỗi gia đình.
Nhưng đừng vì những cái đó mà chúng ta không làm. Đồng thời cái cách nói của chúng ta cũng quan trọng. Nói như thế nào để các con các cháu hiểu được cái cách là đây là trở về cái cội nguồn. Quý vị có tin Phật, tin Chúa, tin gì cũng được hết, nhưng không thể nào bỏ tổ tiên được. Vì không có tổ tiên thì không có mình, không có mình thì mình biết mình, làm sao có mình để mình lạy cái vị đó là Phật, mình kính cái vị nọ là Chúa, là thánh thần mình kính. Cho nên phải có tổ tiên. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới nên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Thưa Thầy, chúng con xin hỏi, tại sao người tu hành phải xuống tóc? Vì muốn hà tiện xà bông. Kính thưa đại chúng, bởi vì con người lấy hai cái gốc để làm đẹp, đó là răng với tóc. Quý vị nhớ cái bài hát đó không? Ê cái thằng tí súng, nha cái răng nham nhở tôi cùng, vì nó lười đánh răng sớm tối, lại ăn kẹo suốt ngày không thôi. Anh tí ơi này nghe chúng tôi, răng với tóc là gốc con người, răng có đẹp thì người mới xinh. Lấy cái tóc làm chuẩn. Bởi vì cái tóc á, nó làm đẹp mình, nhưng mà nó cũng rắc rối vô cùng. Sáng mà không chải thì nó làm sao? Nó bù xù. Mỗi tháng mà không chải, không cắt, không nhuộm thì nhìn nó không đẹp. Có nhiều lúc mình phải theo thời trang, mặc màu gì thì tóc phải màu đó. Có đôi khi mặc áo trắng thì tóc phải đỏ nó mới nổi. Chưa hết nữa, còn môi nữa. Bây giờ nó nhiều kiểu màu lắm, phải không? Bây giờ nó, hồi xưa người ta sợ cái màu tím ngắt, bây giờ tím ngắt nó cũng có cái đẹp của tím. Ý ở đây chỉ muốn nói rằng cái người tu là cái người đơn giản. Cái người tóc là tượng trưng cho phiền não. Bởi vì khi nó rối đó, thì mình phải chải. Cho nên cái người tu á, một khi đã tu rồi thì phủi cái phiền não. Và chính khi mình cạo cái đầu rồi thì mình thấy mình khác với người. Mà khi cái thân mình khác với người thì phải biết rằng cái tâm mình nó cũng phải khác với người. Mà Tổ Quy Sơn nói là sao? Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, một bước chân bước lên thì phải bước tới phương trời cao rộng. Phù xuất gia giả là phàm, là cái người xuất gia. Phát túc siêu phương, mỗi bước chân của mình đi lên thì phải đi tới phương trời cao rộng. Phải nhớ rằng tâm của mình, cái hình tướng của mình, nó phải khác với kẻ tục. Tâm hình dị tục. Được như vậy mới gọi là chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Được như vậy mới gọi là đền ơn của Phật. Sáng ra rờ đầu một cái, để làm chi? Nhắc mình, mình là người tu thì phải làm việc của người tu. Quý vị hiểu và nói không? Thí dụ như mình là người xuất gia, quẩy cái giỏ mà đi cho dai lấy lãi, ai coi được? Không, chuyện đó không phải chuyện của người tu. Rồi cái thấy người này thấy người kia làm mai làm mối, không phải chuyện của người tu. Cho nên nếu mình mặc cái áo tu, hình tướng mình là đầu tròn áo vuông, mình nhớ là phải làm cái việc cho nó vuông tròn. Đầu thì tròn, cái áo sọc ô ô, mà cái y đó gọi là đầu tròn áo vuông, thì phải nhớ làm việc cho nó vuông tròn. Mình là người tu thì chỉ làm việc của người tu. Còn ví dụ như mình như nãy, ví dụ mình là người tu mà đi làm việc mai mối là không được, thấy không? Thành thử trong luật cấm không cho làm việc mai mối. Bởi vì rủi mà canh không lành, canh cơm không lành, canh không ngọt thì muối đường ở đâu mình thêm vô. Cho nên không có làm được cái chuyện đó. Ở đây tượng trưng cho phiền não. Phủi cái tóc là phủi cái phiền não. Hơn nữa
làm cho mình khác với đời, người, đời, để chúng ta không dám làm những cái gì mà nó quá cái phạm vi của mình. Kính bạch thầy, con có dự định, thầy có dự định mở một chỗ cho người già ở Texas không? Chúng con mong ước có một nơi như vậy dưới sự dẫn dắt của thầy, mong thầy từ bi thương xót chúng con. Dạ xin thưa là cái này thì cũng tốt. Ở đây thì theo Pháp Hòa biết thì ở Dallas có một chùa muốn làm, thì có thỉnh thầy viện chủ bên đó thì cố vấn, tức là trợ duyên cho quý vị làm. Còn chừng nào bắt đầu làm, thành tựu như thế nào thì chắc là mình phải chờ ở dưới kia có những cái thông báo. Còn riêng bản thân Pháp Hòa thì Pháp Hòa chưa có nghĩ tới, bởi vì hết hơi rồi. Con tên Diệu Quý, hằng ngày lái xe đi làm, khi ra xe lái đi đường từ 3 tới 7 biến chú Đại Bi. Con bắt đầu từ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con không nguyện hương, không bát nhã tâm kinh, như vậy có phạm tội vô ý hay không? Xin thầy chỉ dạy. Cái vị Phật tử này đi đường vừa lái xe vừa đọc kinh mà không có bài bản thứ lớp, giống như là tụng Đại Bi rồi hồi hướng rồi kết thúc, vậy đó có tội không? Xin thưa là không có tội gì hết. Bởi vì những cái bài kinh nào chúng ta tâm đắc thì chúng ta cứ tụng trong khi đi đứng nằm ngồi. Bởi vì khi chúng ta tụng kinh, tụng là nhớ nghĩ, miệng lặp lại, thì khi đó chúng ta không có nhớ nghĩ những chuyện thị phi tốt xấu của ai thì không có gì trở ngại. Quý vị nhớ là dù ở nhà cũng vậy, tụng kinh không nhất thiết là phải có đủ bài bản, là nguyện hương, rồi đảnh lễ, rồi tán lư hương, rồi chú Đại Bi, rồi vô kinh, rồi bát nhã, rồi chú vãng sanh, rồi niệm Phật Di Đà, rồi tụng bài sám, rồi hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tự quy y. Cái đó là một nghi thức chư tổ soạn ra. Nhưng mà chúng ta có quyền cắt bớt hay là thêm thắt tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, gia cảnh của mình. Không ai bắt tội lỗi gì hết, bởi vì có tu là quý, còn hơn mình không có tu niệm gì hết. Cho nên đừng có lo, cứ tiếp tục hành trì cái này tốt chứ không sao hết, không có tội lỗi gì hết. Phật không có rảnh đi bắt buộc tội lỗi mình mấy cái chuyện này đâu. Bạch thầy, tu thế nào để chắc chắn được vãng sanh? Bây giờ trước hết á, quý vị phải hiểu hai chữ vãng sanh. Ở trong các cái bài thần chú có một cái bài chú gọi là vãng sanh quyết định chân ngôn. Tức là đây là một lời chân thật, gọi là chân ngôn. Nếu chúng ta quyết định vãng sanh, nó có hai loại vãng sanh. Có những người sống ở đời khổ, muốn cầu sanh một thế giới khác an vui hơn, cho nên là muốn vãng sanh về cõi an lành. Nhưng muốn vãng sanh về cõi an lành đó thì cái công thức là phải nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật là gì? Tức là cầu Phật dắt dìu cho mình để mình ở được cái hoàn cảnh của cõi Tây Phương Cực Lạc để chúng ta có niềm vui. Cho nên có một bài kệ chữ Hán: Mạc đạo Tây phương cận, Tây phương thập vạn trình, Di Đà thùy tiếp dẫn, Vô tử diệt vô sinh. Chớ nói Tây phương gần, Tây phương phải qua 10 vạn dặm. Đức
phải cần có Đức Di Đà dẫn dắt, gọi là Di Đà Thùy tiếp dẫn, chừng đó mình mới được ở một cái cõi là không tử cũng không sanh. Rồi ngược lại, ở đây muốn nói rằng nếu chúng ta muốn có được cái điều, cái hạnh phúc đó đó, cái hạnh phúc của tịnh độ, thì không thể nào không có hoàn cảnh như Tây Phương, và không có người dẫn dắt như Đức Di Đà, và bạn lành như Quan Âm Thế Chí. Cũng thế, chúng ta là những người sống trong đời, thì chúng ta đừng có tự cô lập mình, mà chúng ta biết rằng chúng ta tu hành, chúng ta cần có một hoàn cảnh, cần có tăng thân, cần có thiện tri thức. Giống như mình tu Bát Quan Trai, tu ở nhà được, nhưng mà ở nhà tu khó hơn ở chùa. Bởi vì ở chùa nó có cái hoàn cảnh, chỉ có hoàn cảnh ở chùa là Tây Phương Cực Lạc. Còn quý thầy quý cô hướng dẫn truyền giới thuyết giảng cho mình là Di Đà Quan Âm Thế Chí, để cho chúng ta có được một cảnh giới tịnh độ trong ngày hôm đó. Xuất gia là ra khỏi căn nhà. Căn bản của nghĩa chữ xuất gia là ra khỏi cái nhà mình đang ở. Mà mang hai chữ xuất gia rồi mà chạy về nhà ở tiếp thì cái nghĩa nó đâu có gì đâu. Cho nên mình chỉ được cái hình tướng thôi. Cho nên ở cái chỗ là mình á, vãng sanh là mình cần có điều kiện. Vãng sanh tức là cái ý chí, gọi là quyết định, gọi là vãng sanh quyết định. Anh có quyết định vãng sanh không? Muốn quyết định vãng sanh thì anh cần kiếm một môi trường, một thiện tri thức, để có được sự hướng dẫn và thuận duyên tu học. Ví dụ bây giờ ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, chuông mỏ rồi đó, đều là những cái gì? Phương tiện giúp cho cái tâm mình có được tịnh độ. Đó là khoa nói vãng sanh theo cái ý nguyện của mình. Có một thứ vãng sanh nữa, mình phải có khả năng vãng sanh được những cái đau khổ mà chúng ta đang có đây, để chúng ta có được một sự an lạc nội tâm, vãng sanh cái đó. Đừng có khổ rồi kiếm chết. Sống mà khổ, mà chết mà không biết cách chết, nó khổ hơn nữa. Cho nên người Tàu ta có câu, có những cái chết nhẹ như lông hồng, có những cái chết nặng như núi Thái. Vì chết mà đau khổ, chết tức tối, chết ức ưỡi thì chết nó khổ lắm. Chỉ vãng sanh là vãng cái thân xác này thôi, bỏ cái thân đời này thôi, nhưng mà ôm một cái khổ đau đi tiếp tục trong cái lộ trình luân hồi đau khổ. Cho nên không làm cái chuyện đó được. Đời sống mình đau khổ không? Quyết chí tìm cách vãng sanh cái đau khổ đó. Cho nên mình có bài chú gọi là quyết định chân ngôn. Vãng sanh quyết định. Anh quyết định anh vãng sanh không? Muốn quyết định vãng sanh thì tham sân si mạng nghi biên kiến tà kiến từ từ phải dần thì mới vãng sanh được. Cho nên vãng sanh cái khổ đau, cái phiền lụy ngay trong đời này là vãng sanh. Cho nên gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, trừ khử đi tất cả những cái nghiệp chướng căn bản, chừng đó mình vãng sanh. Cho nên chết nó có hai thứ chết. Chết mà tắt thở, ngưng không đập nữa, thân xác nằm đó, cái đó cũng là một cái chết. Cái đó gọi là gì? Nhất kỳ sanh tử, chết lần hết. Nhưng mà nó có một cái chết nữa là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Bất tư nghì là chết mà không thể diễn đạt được. Đó là cái gì? Cái khổ đau, cái bực, cái phiền lụy, cái đau thương của mình qua rồi. Cái chết con người xấu của mình ngày hôm qua nó đã chết rồi. Bây giờ mình đang sống bằng một con người mới, vãng sanh cái đó. Vãng sanh được trong cái đau khổ hiện tại thì đừng có lo cái chuyện mà mình chết không được vãng sanh. Còn tu cái nào chắc chắn, mỗi người kiểu tu. Vì mỗi chúng sanh là một bệnh. Mà cái thuốc căn bản Phật dạy đó là mình có những cái bệnh như tham sân si gì đó thì cứ tìm những cái phương thuốc đó để mình uống cho lành bệnh những cái đó. Và khi mình lành bệnh cái đó rồi thì tự nhiên cực lạc có mặt. Chừng đó mình hiểu ra rằng Tây Phương không xa cách. Tây Phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, nguyệt lạc bất phi thiên. Trăng có lặn đi nữa cũng không có rời khỏi trời.
chừng đó Tây Phương Cực Lạc ở đây. Cho nên mình phải nắm được cái chữ vãng sanh. Nó có hai cái ý: vãng sanh mà không muốn ở kiếp này nữa, và cái vãng sanh trong tâm thức của mình. Tu thế nào được vãng sanh? Mình đang tham phải không? Thì mình bớt tham là vãng sanh rồi đó. Kính thưa Thầy, xin Thầy hướng dẫn tập tu cách nào vừa mau chóng mà lại rất hiệu quả. Toàn là muốn ăn fast food không à. Thật sự ra cái tu á, nó không có đặt ở cái vấn đề thời gian. Cái tu là mình đặt ở cái vấn đề là cái chí nguyện và cái dũng mãnh của mình, chứ không có phải thời gian. Ví dụ mình là thời gian mình tu 30 năm mà một khối sân si còn nguyên chưa bao giờ mài dũa, thì 30 năm đó cũng ôm khối sân si thôi. Cho nên rồi mình đi mùa hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hè sang có hoa đào anh, cũng nhiêu đó à, phải không? Thành thử ra không phải cái vấn đề mau chóng mà rất hiệu quả. Mà quý vị nhớ, mình tu là cái vấn đề chuyển tâm, chứ không phải tu là cái vấn đề đặt cái kết quả. Mình cứ chuyển cái tâm mình đi thì cái quả nó có mặt. Hồi đó tôi nóng dữ lắm, mà từ hồi tôi biết niệm Phật tôi nguội bớt. Cái bớt nguội là cái quả rồi, có cần chi đặt vấn đề mau chóng với mau chóng nữa. Mà hễ mà đặt vấn đề có nghĩa là tâm mình nó loạn đó. Ngồi niệm Phật mà chừng nào có xá lợi, chừng nào mới xá lợi. Bữa hôm gặp một hòa thượng, ngài kể và nghe câu chuyện. Ngài nói có cái bà đó ở Việt Nam, niệm Phật xong rồi cái qua báo với quý thầy, nói 17 tháng 11 này vía Phật Di Đà đó, thỉnh hòa thượng qua hộ niệm cho con sẽ vãng sanh ngày hôm đó. Hòa thượng cũng dị tình, bà cụ này tu cũng lâu năm, thôi dẫn đại chúng qua niệm Phật cho bà vãng sanh. Bà nằm giường quý thầy niệm hoài, lâu lâu hí mắt ra coi bà đi chưa. Niệm 3 tiếng đồng hồ bà không đi. Bà dở mền ra, bà nói thôi thầy ơi con đổi ý, con không đi. Bây giờ con không chết nữa. Hòa thượng ông nói bà không chết mà tôi sắp chết. Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy giảng và chỉ nhìn Thầy qua hình ảnh DVD. Hôm nay hữu duyên được diện kiến Thầy. Thưa Thầy, con đã nghe rất thích Thầy thuyết pháp. Thầy đã giải thích rất rõ ràng. Nay con có đôi câu này nhưng chưa hiểu ý nghĩa, mong Thầy giải thích. Bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Ở đây là những cái câu mà chúng ta nói tới những cái pháp. Có những cái pháp mà chúng ta không thể giữ được. Cái chữ pháp này không nghĩa là Phật pháp nha. Chữ pháp này có nghĩa là mọi hiện tượng, hiện vật. Thí dụ cái hoa này cũng cái pháp, cái ly này cũng cái pháp, cái bàn là cái pháp. Thì tất cả những cái sự vật hiện tượng trên thế gian này đều là pháp hết. Nhưng mà không có cái pháp nào chúng ta giữ được nó hết á, phải không? Ngay cả cái người mình thương đó, không có anh, ai em đưa em đi học, ai đón em về vậy đó, đủ thứ hết. Nhưng mà cũng đâu có giữ được đâu. Thành thử là không có cái pháp nào mà chúng ta giữ được. Và tất cả những cái sự kết tụ của mọi các pháp này trùng trùng duyên khởi, nói không cùng không tận, gọi là bất khả thuyết. Nói sao hết? Thí dụ nói cái hoa này từ đâu ra? Nó từ hột giống, rồi từ đất, từ nước, từ người trồng. Người trồng từ đâu ra? Người trồng từ tổ tiên họ, từ cũng từ cơm áo gạo muối gì đó. Nói hoài đi tìm cái nguyên do không. Bất khả tư nghị, bất khả thuyết, thấy không? Còn phi pháp là những cái không phải pháp. Thí dụ như trong kinh có câu, có những cái phi pháp còn phải bỏ, huống là những cái không phải pháp. Những cái pháp mà pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Có những cái pháp mà chúng ta cũng phải bỏ, chứ đừng nói là cái phi pháp.
Bởi vì sao? Tất cả các pháp là không cố định, chẳng qua là tùy bệnh mà cho thuốc. Quý vị nhớ không? Trong kinh Dược Sư nói đó, chúng sanh có bệnh nên tìm cầu thầy thuốc. Một khi hết bệnh thì thuốc cũng không cần. Giống như người trong chiêm bao, chiêm bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết, được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Vì chúng sanh có bệnh cho nên có thuốc. Một khi chúng sanh hết bệnh thì khỏi cần thuốc. Cho nên bệnh cũng giả mà thuốc cũng huyễn. Cho nên là cái pháp mà mình dùng đó, đôi khi cũng phải bỏ, chứ đừng nói những cái không phải pháp. Kính thưa Thầy, lần đầu tiên con được gặp Thầy, con thấy vui lắm, vui và hồi hộp lẫn lộn. Này sao giống cái câu hát mà phút đầu gặp anh Tinh Tú quay cuồng. Vui mà hồi hộp lẫn lộn vì nhờ những lời Thầy nói đã từ từ giúp con hiểu và tìm được một mối lối thoát. Mà lâu lắm rồi con đã không biết chính mình đã đi về đâu, làm gì. Tiện đây con thân tặng Thầy bài thơ Con Khỉ, tại vì con tuổi Thân. Đúng là Houston. Mong Thầy có thể đón nhận làm con làm kệ đệ tử Long Distance. Trời ơi, bữa nay mình có một cái danh từ Phật học mới. Hồi nào giờ ở Pháp Hòa cũng nghe những mối tình Long Distance. Bữa nay mình thêm nhận con làm đệ tử Long Distance. Lời Thầy, lời dạy đúng ra không có đọc nha. Nhiều khi bí mật làm sao. Xin nói chơi thôi, nhưng mà tại vì sợ không đủ giờ. Nhưng mà bởi vì thấy cái tấm lòng của vị Phật tử cho nên mà đọc. Chứ mình đọc cái này thì cũng chiếm thì giờ. Lời dạy, lời khuyên Thầy đưa lối, dù đêm đen, tối vẫn sáng lòng. Mong luôn định tâm hồn trầm lặng, vạn dặm Thầy về đón mùa đông. Chưa lần gặp Thầy ngỡ đã quen, phương xa Thầy đến lạc thì, phương xa Thầy đến lại thấy gần. Hân hoan đón Thầy Pháp Hòa đến, quà mọn tặng Thầy là lòng con. Giống thơ của Xuân Diệu quá. Đây có câu hỏi. Ăn mặn và ăn chay đều có tội. Vậy sự khác biệt và hậu quả của ăn hai cách mặn là ăn là thế nào? Ăn chay, ăn mặn đều là sát sinh. Nhưng mà sát sinh giữa một con vật và sát sinh cây cỏ thì mình sát sinh cây cỏ nó nhẹ hơn. Cái thứ hai, khi mình ăn rau quả thì cái thân thể của mình nó nhẹ nhõm. Cái tâm của mình nó cũng bớt sân si. Và trong lòng của mình á, nó cũng phát xuất những tình thương. Thành thử ra khi ăn á, ăn chay á, mà ngon đó thì người ta thường khen. Trời ơi, tôi ăn chay ngon lành. Tại vì nó lành cho nên nó ngon. Còn người nào mà ăn mặn nó trời ăn cái này đó, ăn ngon dữ dội. Tại vì ăn nó dữ lắm. À, ăn chay thì ăn dữ dội, mà ăn chay thì ăn ngon lành, mà ăn mặn thì ăn dữ dội, phải không? Ngon dữ dội. Xin Thầy quan hỷ giải thích cho con, một Phật tử muốn xuất gia thì cần những điều kiện gì? Một bộ đồ vạt hò, một cái tông đơ. Hồi nhỏ và nhớ có cái bài hát này nè. Một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh chiếc hòm cặp đèn cày. Một chiếc chiếu đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán chợ trời để nuôi con. Mình đi tu rồi không có cần gì hết. Cần cái tâm dũng mãnh quyết chí của mình. Đừng có lo không có cơm ăn, có áo mặc. Cứ tu thiệt đi là có hết. Buông được một cái là có tất cả. Buông cái gì? Buông cái tham đắm của mình là có tất cả. Cho nên điều kiện của người tu là cái tâm dũng mãnh của mình. Trên đường đạo
không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Còn nhiều quá vậy. Kính thưa Thầy, cho con xin hỏi là con không hiểu tại sao con cố gắng lắm rồi nhưng con vẫn hay còn cái tánh ghen tương với chồng con. Con không biết làm sao cho bớt bỏ đi. Này ớt cay à. Xin thưa đại chúng, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái hạt giống của hoạn thư hết. Chữ ghen không nhất thiết phải ghen với chồng, ghen với bạn bè. Chữ ghen là ganh đó. Mình ganh với bạn bè, ganh với đồng đạo, ganh với người đồng nghiệp. Cái hạt giống ghen tương, ganh tị này nó có đầy đủ trong mỗi con người của chúng ta. Nhưng mà mỗi người ghen một cách. Có những người, người ta ghen nhưng mà người ta tế nhị nhẹ nhàng. Có những người ghen mà la ó sùm cho nên làm cho chồng không có nể phục. Pháp Hòa không có mở, không có nói chuyện chỉ cách ghen nha. Nhưng mà đây là những kinh nghiệm. Ủa không phải kinh nghiệm của Pháp Hòa đâu. Trời ơi, nghe chữ kinh nghiệm cái nhìn. Thì xin thưa là cái ghen là ai cũng có. Nhưng mà bây giờ nói đi rồi cũng nói lại, mình biết cái tánh vợ mình hay ghen thì mình phải sống làm sao cho người ta đủ tin tưởng, người ta bớt ghen. Ghen nhiều quá là cũng một chất độc. Bởi vì trong cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi đó. Từ đâu mà ghen? Từ cái nghi mà có. Nghi cái người kia không có trung thành, không có chung thủy, không có thành thật, cho nên bắt đầu cái ý niệm ghen ganh nó khởi lên. Cho nên muốn giúp cho vợ mình bớt ghen, cái việc này không phải là một mình cô này. Vị Phật tử này muốn có cái tâm muốn bớt thì bây giờ mình hộ niệm đi. Mình làm chồng mình hộ niệm cho vợ, làm sao cho vợ bớt được cái tánh này. Hai người cần phải làm việc với nhau. Sống như thế nào để người ta không có cái nghi ngờ đối với mình, để cái tâm ganh người ta không có. Còn mình phải biết rằng á, cái tâm ganh là một cái tâm xấu. Mà nếu mình ganh mà không có đúng lúc, ganh mà ghen mà cái kiểu bóng gió và không có ấy, thì nhiều khi mình làm cho gia đình mình đổ vỡ. Cho nên mình phải tập lại. Mình phải tập mở lòng, tập hiểu, tập thương. Mà khi mình hiểu được rồi thì mình bớt được mọi cái vấn đề. Mà từ ghen chồng xong rồi á, cái tâm, cái ghen này nó sanh ra nhiều cái ghen khác nữa. Cho nên lâu ngày cái ghen này nó lan rộng ra. Nó không phải chỉ ghen với chồng mà còn ghen với những người xung quanh. Mà đôi khi mình không có nhận ra. Khi nhỏ đã quy y và thầy đã qua đời nhưng không hiểu rõ giới, nếu quy y lại có được không? Xin thưa đại chúng, cái vấn đề quy y là mình một lần quy y thôi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bởi vì khi chúng ta quy y là chúng ta quy y Tam Bảo, chứ không phải quy y với vị thầy đó. Nhưng khi mình còn nhỏ, cái ý niệm về giữ giới chưa có. Cho nên khi lớn lên, mình hiểu biết, mình nên trở về chùa để nhận lại cái giới này, nghe lại cái giới này, để chúng ta tiếp nhận những cái giới này một cách thật sự để chúng ta hành trì. Quy y không phải chỉ là một cái lễ rồi là xong, mà chúng ta phải thường xuyên đọc lại tam quy, đọc lại năm giới, để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình phải sống đúng với những cái pháp mà Phật dạy.
Cho nên hồi nhỏ mình nghe năm giới không có khái niệm, không biết gì hết. Lớn lên cần nghe giới lại. Thậm chí mỗi tháng chúng ta cần phải tụng giới một lần mà ít nhất, để chúng ta không quên giới. Thọ giới mà không tụng là quên. Cho nên phải có tụng giới. Cho quý vị nào đã quy y rồi thì nhớ mỗi tháng một lần, ít nhất mở cái sổ giới ra, đọc lại những cái năm giới đó. Còn nếu chùa có tổ chức lễ tụng giới, mình phải trở về chùa để mình tụng giới. Còn nếu như mà mình không có phương tiện thì tự ở nhà mình tụng. Kính thưa Thầy, con tụng kinh mỗi tối, nhưng có lần con ngủ nằm chiêm bao, thấy vài vong linh và súc sanh vào nghe con tụng kinh. Vậy là nguyên nhân ra sao và làm thế nào cho đúng với người Phật tử? Tụng kinh mà chiêu cảm tới vong linh súc sanh là quý lắm. Xin thưa đại chúng, khi chúng ta tụng một thời kinh thì không phải người dương nghe mà cõi âm cũng nghe. Nghe vậy đừng có sợ. Mình tụng cho người ta nghe để ta phát tâm, ta học đạo có sao đâu. Nhưng mà trước hết là ai nghe? Mình nghe, không phải Phật nghe nha. Mình nghe. Tụng kinh là tụng cho mình nghe. Mình tu là cần tu với chúng sanh chứ không phải tu với Phật. Phật á, mình có nói gì đi nữa Phật cũng cãi mình đâu. Thậm chí Phật Di Lặc mà chịu thua mình còn đưa hai tay lên đầu hàng. Cho nên á, không có gì hết. Mình tu là tu với chúng sanh. Tụng kinh là tụng cho mình nghe. Bây giờ nếu mình tụng kinh mà mình có người nào trong cõi âm mà có nghe là cái điều tốt. Bởi vì mình thường phục nguyện đó, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Họ có nghe họ mới siêu được. Người sống có siêu mới thơ thới được. Cho nên không có lo. Mà hơn nữa cái này chỉ chim bao thôi mà. Chim bao thì nó có thật. Cho nên cần gì lo. Không có lo. Cứ tụng đi. Phải không? Mà có nhiều vong linh ở trong mình. Phải không? Vong linh là gì? Những cái tâm thức vất vưởng ở trong tâm mình đó. Ham đi, ham tụng kinh thì cũng ham. Mà ai rủ đi chơi cũng thích à. Cái đó, cái vong đó nó cũng linh lắm à. Đó, có một cái vong linh trong này đó. Nó linh động lắm. Nó nghe hết trơn á. Có cái vong linh đó nó cần tu đó. Kính bạch Thầy, con nghe nhiều người nói tụng chú tiếng Tây Tạng linh hơn tụng chú Việt Nam. Xin nhờ Thầy giảng dùm. Hồi nãy Pháp Hòa có nói rồi. Cái vấn đề là bây giờ Pháp Hòa nói, thí dụ mình ở một đất nước mà không có một cái văn hóa tiếng nào lọt vào trong đất nước mình hết, mình cũng có biết ất giáp gì đâu để mà so sánh. Thì mình cứ tụng thôi. Tổ tiên của mình ngàn xưa cũng tụng những bài chú đó, qua cái âm lại từ tiếng Tàu cũng có sao đâu. Các ngài cũng thành tựu được. Bây giờ mắc gì mình. Nhưng mà không sao. Nếu muốn tụng mà tụng được thì cứ tụng. Pháp Hòa không nói cái đó sai. Nếu quý vị tụng được tiếng Tây Tạng, quý vị cứ tụng, thậm chí tụng Bồ Đào Nha, tụng tiếng Ý, tiếng Nga gì cũng được hết. Với điều kiện là mình tụng được. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói là mình, nếu mình không có quen thì mình nên tụng cái gì mà cái ngôn ngữ của mình. Ở đây quý vị nào có biết cái bài chú Thánh Vô Lượng Thọ quyết định trong thập chú không? Án nại mo bo cót ngõ đế a ba ra mật đạp âu rị a nạp tô tất nể thiệt chấp đạp điệp ta ra tể giả đó. Hồi xưa cái nguyên âm đó đâu có âm vậy đâu. Hồi xưa âm vậy nè. Án nại mo bo cót ngò ti, o lai mì thang, tô mì ti, chim chìm thang, điệp tó lao tò gia, tháp thác kiếp thạc gia, thăng dúc thăng giót, thạc vô thạc ra, tó bò ho. Hồi xưa là âm vậy đó, lại gì âm theo tàu. Án nại mo bo cót ngò ti, o lai mì thang, tô mì ti, chim chìm thang, điệp tỏ la tò ve. Đó là âm theo tàu. Rồi bây giờ mình, khi tiếng Việt mình nó hình thành một cách chuẩn mực rồi, bắt đầu mình xác định lại. Án nại ma, ba cát ngọ đế, a ra mật đạp, a u rị, a nạp. Nhưng mà đem ra so với tiếng Phạn nó cũng không giống. Giống như cái nguyên âm tiếng Phạn, um ram. Mình đọc bây giờ, án lam. Mấy chục năm nay mình tụng nó cũng linh như thường. Có sao đâu.
không? Pháp Hòa không nói quý vị tụng tiếng Tây Tạng sai. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói nếu tụng được cứ tụng, còn nếu ai không tụng được, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là cái ao. Hết giờ rồi. Bây giờ còn mấy câu hỏi mà hơi nhiều, mà hơi dài. Thôi Pháp Hòa không có dám làm thêm thời giờ của đại chúng nữa. Xin phép được ngưng ở đây. Những câu hỏi này xin được để lại dịp khác. Pháp Hòa sẽ giải thích sau. Xin một lần nữa được tri ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni đã để tâm thương xót hộ niệm cho con trong suốt thời gian qua. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại đường xa, cuối tuần đi làm mệt, trời khuya đêm lạnh, mà quý vị vẫn còn ngồi đây để khuyến khích cho tinh thần của ngày hôm nay. Pháp Hòa xin tri ơn Chư Tôn Đức và tất cả quý vị rất nhiều. Cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, sở nguyện tùy tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Và con cũng xin một lần nữa được tri ơn Thầy Pháp Ân, cũng như tất cả quý cô chú, quý anh chị trong ban tổ chức. Tất cả quý vị đã để tâm rất nhiều trong những tháng qua để chuẩn bị cho cái buổi tối hôm nay được thành tựu viên mãn như thế này. Xin Tam Bảo chứng minh công đức và gia hộ cho toàn thể quý vị. Và trong quá trình chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, xin trên Chư Tôn Đức và quý vị niệm tình hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Di Đà Phật, để thể theo lời yêu cầu của đại chúng cũng như giúp vui cho quý vị, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Ủa, kỳ trước Pháp Hòa hát vọng cổ bài gì quý vị nhớ không? Hả? À, kỳ trước hát bài gì? Có một bài mẹ thôi hả? Thôi bây giờ bữa nay hát bà ngoại được không? Được không? Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trong về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm sau chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cao xanh trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu vàng, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu, bóng hình xưa còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phải. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu
mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn câu hết trái, giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thấm tươi nồng đường nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá, thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Trước hết là xin kính chào mừng phái đoàn Phật tử mới vừa đến tu viện Tây Thiên khuya hôm qua từ thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, phải không? Lái xe 16 tiếng, quá chừng. Lái 16 tiếng mới tới Tây Thiên, mà ở đây để dự tu mấy ngày ha. Thì trong chương trình thì mình có 10 ngày đặc biệt để truyền trực tiếp các cái buổi sinh hoạt online. Và 10 ngày này là để giữ cái truyền thống của tu viện Tây Thiên, mỗi năm mùa hè 10 ngày. Chứ thật sự thì sau 10 ngày này rồi thì tất cả thời khóa cũng như thường lệ là từ 5 giờ sáng cho tới tối, chứ không phải là hết 10 ngày rồi là này là thôi. Bởi vì ở đây thì xưa giờ mỗi ngày là 6 thời đầy đủ từ sáng cho tới tối. Dù là mùa tu hay không tu thì tất cả các chương trình tụng kinh lễ sám cũng đều là như vậy. Hôm nay trong cái khóa tu mùa hè ngày cuối, nhân cái dịp, nhân cái lần dịch bệnh này, chúng ta không tổ chức đông đảo được, thì trong suốt 10 ngày qua, tất cả quý Phật tử Edmonton, Calgary, Regina, rồi Winnipeg, quý vị cùng về tham dự tùy theo hoàn cảnh của mỗi người tham dự. Có người dự đủ 10 ngày, có người thì 1-2 ngày, vân vân. Đều nói lên cái tinh thần tu học của mình. Hôm nay ở ngoài trời gió rất là mạnh, mình đang ngồi đây mà nghe tiếng gió rất mạnh. Và Pháp Hòa Nhân cái ngày cuối này mình tổ chức tụng kinh Dược Sư. Nhưng mà bản kinh Dược Sư mà chúng ta đang tụng hồi sáng đó không phải là một bản kinh Dược Sư mà xưa giờ Phật giáo Việt Nam thường tụng. Vì vậy Pháp Hòa muốn dùng cái buổi chiều hôm nay để giới thiệu với đại chúng về bản kinh này. Thường khi nói tới kinh Dược Sư thì ai cũng nhớ là có một bản kinh ngắn do Ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Đó là bản kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Đó là cái tên đầy đủ của bản kinh này. Và bản kinh này rất là phổ thông ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam. Khi tất cả các chùa tổ chức những cái buổi trì kinh Dược Sư thì phần lớn đều sử dụng bản kinh này. Lý do là bởi vì bản kinh này không quá dài, cũng không quá ngắn, vừa đủ để mà tụng trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Và nói lên công hạnh của Đức Phật Dược Sư. Một bản kinh đầy đủ nhưng lấy một Đức Phật ra để làm tiêu biểu cho 7 Đức Phật. Tra ở trong kinh Tạng, Hán Tạng đó, thì kinh Dược Sư nằm trong bộ kinh tập số 449. Bản kinh này gồm có một bản thôi, một quyển thôi. Và số kinh ở trong cái bộ đại tập ấy, thì nằm số 449 ở trong cái bộ kinh Hán Tạng gọi là Đại Chánh Tân Tu.
Cái bản kinh này á, được xin lỗi, bản kinh này là số thứ 50. Còn cái bản 449 á, cũng gọi là kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện, do đời Tùy ngài Đạt Ma Cấp Đa người Thiên Trúc dịch. Thì cái bản này á không có mấy phổ thông, không có mấy lưu truyền, cho nên nó nằm ở trong Đại Tạng mà ít có ai trích ra để tụng. Nhưng mà cái bản của ngài Huyền Trang dịch đời Đường á thì phổ thông nhất, và bản của ngài Huyền Trang dịch là Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, thì kinh này nằm số 450. Còn cái bản kinh hồi nãy và nói đó là Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện đó, không có hai chữ công đức, thì nằm trong số kinh 449 do ngài Tam Tạng Pháp Sư tên là Đạt Ma Cấp Đa dịch. Bản này không có lưu thông. Chỉ có thời gian sau này bản này đã được dịch ra tiếng Việt, một bản duy nhất. Còn cái quyển mà Dược Sư mà Pháp Hòa nói đó là của ngài Huyền Trang dịch đó, thì hầu như các vị đều thấy ở trong các chùa Việt Nam hết. Và cái bản mà trong ở trong miền Nam á, mà dùng nhiều nhất là bản dịch của ngài Huyền Dung, Hòa Thượng Thích Huyền Dung. À, ở ngoài Trung á, ngoài Huế thì có thể dùng cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Tại vì cái bản dịch kinh Dược Sư này á, nếu mình nói thì dịch ra tiếng Việt có tới mấy bản dịch lần. Bản của ngài Trí Quang, bản của ngài Huyền Dung, bản của cư sĩ Thiều Chủ, bản của cư sĩ Tuệ Nhuận, bản của cư sĩ Nguyên Thuận, bản của Hòa Thượng Trung Quán. Thì cái bản mà Pháp Hòa thấy in nhiều nhất, các chùa Việt Nam mà xài dùng nhiều nhất là bản dịch của ngài Huyền Dung. Ở ngoài Bắc á, thì đa phần dùng bản dịch của ngài Tuệ Nhuận. Tại vì mỗi một vùng á, cái văn cái chữ người ta dùng nó hợp với cái vùng đó. Thí dụ người Bắc á, thì sẽ gọi là chữ thọ đọc là thụ, chúng sanh đọc là chúng sinh, chánh pháp đọc là chính pháp, bổn nguyện đọc là bản nguyện. Thì có những cái từ mà ngoài địa phương, ngoài Bắc người ta dùng thì các cụ ngoài Bắc dịch thì phù hợp hơn. Còn ví dụ như là ở trong Nam thì dùng những cái bản, dùng những cái từ mà nó hợp với miền Nam hơn. Cho nên cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn của làng Mai in cũng vậy. Hễ mà in cho trong Nam tụng á thì để là bản miền Nam, thì dùng những cái từ thí dụ như là bổn sư, chúng sanh hay là thọ, mà không dùng những từ là bản sư Thích Ca hay là chính pháp, ví dụ vậy. Cho nên bản miền Bắc, bản miền Nam. Thì cái bản mà ở ngoài Bắc dùng thường là bản dịch của cụ Tuệ Nhuận. Tất cả các bản dịch đó Pháp Hòa đều có đọc qua hết. Và Pháp Hòa mình tùy thuận, lúc nào có bản nào mình dùng bản đó, mình không có chọn lựa. Đến khi mà mình in lại cái bản này để cho ở đây mình dùng á, và khi mà Pháp Hòa quyết định là giảng cái bộ kinh này á, thì Pháp Hòa lại không dùng những bản dịch khác mà lại dùng bản dịch của ngài Huyền Dung. Lý do là bởi vì nó phổ thông, hầu như chùa nào cũng có, những Phật tử nào mà thường trì kinh Dược Sư thì cũng đều xin cái bản dịch, đều có cái bản dịch của ngài Huyền Dung. Thật ra Phật tử thì đâu biết gì đâu lựa chọn, nhưng mà đi ra tiệm sách có hoặc là các chùa cho thỉnh thì thấy phần lớn là bản dịch của ngài Huyền Dung. Cho nên khi in lại Pháp Hòa cũng dùng cái bản in của ngài Huyền Dung. Và sau này mới có cái bản dịch của Thượng Tọa Nguyên Chơn. Thì trong tương lai khi mà có dịp tụng thì mình cũng sẽ tụng cái bản dịch đó, tại vì ngài cũng có in để gửi cho mình ở đây. Thì ở đây là hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu cái bản kinh mà hồi sáng mình tụng. Nhưng mà trước khi nói cái đó thì mình phải nói bản kinh Dược Sư có mấy bản. Mà tất cả những cái bản kinh này nguồn gốc nó là từ tiếng Phạn, rồi từ tiếng Phạn mới dịch sang tiếng Hán. Một bản kinh như vậy có khoảng 1-2 bản dịch khác nhau.
Và tùy theo cái người ta chuộng cái văn nào. Ví dụ như giữa ngài những cái bản dịch đó, thì người ta hay dùng những bản dịch của ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Bồ Đề Lưu Chi, ngài Nghĩa Tịnh. Vì các vị đó, chư vị dùng khi mà dịch lại cái văn cú làm cho mình dễ đọc dễ hiểu. Ví dụ như kinh Pháp Hoa đó, dịch từ Phạn sang Hán cũng mấy bản dịch, nhưng mà cái bản dịch của ngài Kumala Thập được chuộng nhất. Rồi thì khi mà dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt á, thì bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh được chuộng nhất. Bây giờ quý vị đọc kinh Pháp Hoa, mặc dù mình có mấy bản dịch kinh Pháp Hoa ra tiếng Việt, nhưng khi mà các vị giảng thì phần lớn cũng dùng cái bản của ngài Trí Tịnh. Tại sao? Tại vì ai cũng có bản đó ở nhà. Ai cũng có bản đó ở nhà. Cũng giống như khi mà tụng Lương Hoàng Sám vậy đó. Lương Hoàng Sám thì chúng ta có hai bản dịch: bản dịch của Hòa Thượng Viên Giác, bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Thì Pháp Hòa thì thích cái bản văn dịch của ngài Trí Quang, nhưng mà khi tụng thì sợ tụng cái bản đó thì Phật tử phần lớn không có bản đó. Đa số là bản in của ngài Viên Giác nhiều. Bây giờ mà ở Việt Nam mà ra tiệm sách mà hỏi Lương Hoàng Sám thì đa phần là bản dịch của ngài Viên Giác. Cho nên nếu mình dịch, mình dùng một cái bản khác thì sợ Phật tử ở nhà người ta không có người ta tụng. Cho nên mỗi một lần chọn một bản kinh dịch, mà nhất là khi mà tụng có qua online này, thì Pháp Hòa phải đắn đo. Mình tụng mà riêng chùa mình không thì nó khỏe, khỏi phải suy nghĩ thích bản nào dịch tụng bản đó. Nhưng khi tụng chung với đại chúng, nhất là đưa cái thời kinh tụng lên trên online cho Phật tử khắp nơi tụng, thì phải chọn cái bản nào mà đa số người ta có. Những bản kinh phổ thông, ví dụ như là Lương Hoàng Sám, Pháp Hoa, Dược Sư, Vu Lan. Còn những cái kinh đặc biệt ít có ai tụng, như là kinh mình sắp sửa tụng là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, hay là kinh Kim Quang Minh, ngay cả Phật tử không ai biết những bộ đó. Mình không cho tụng thôi, người ta chịu, người ta chưa, có những người chưa bao giờ nghe nữa đó. Thành thử ra ở đây, nhưng mà kinh Dược Sư thì khác, quá phổ thông. Ít nhất những Phật tử thuần thành thì hầu như ít nhất một năm cũng tụng một lần vào cái dịp Tết để mà cầu an cho gia đình à. Nhưng mà gần đây á, mình lại trích ở trong Hán Tạng một cái bản kinh mà chưa bao giờ được dịch sang tiếng Việt. Đó là bản kinh nói về hạnh nguyện công đức của 7 Đức Phật Dược Sư. Tại vì xưa nay mình nghe là Đức Phật Dược Sư có 7 vị, phải vậy không? Nhưng mà mình tụng trong kinh Dược Sư kia, cái bản xưa giờ mình tụng thì đâu có thấy nói tới 7 vị đâu. Nói có 1 vị à. Vị đó là vị thứ 7 trong 7 vị, có tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phát 12 nguyện. Vì vậy Pháp Hòa chọn cái bản này tụng để làm chi? Để Pháp Hòa muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Tại vì cái tâm của Pháp Hòa là hễ những bộ kinh nào mà đã được dịch, mà Pháp Hòa đã được xem qua, thì Pháp Hòa muốn giới thiệu cho tất cả quý Phật tử tụng. Có thể mình không hiểu gì hết, không sao. Pháp Hòa muốn quý vị gieo duyên với Pháp Bảo. Nếu mình nói là mình không hiểu thì mình không mở ra mình tụng, thì cả đời này mình không đủ, không, mình chặn tất cả các duyên. Cho nên cái quan trọng là chúng ta kết cái duyên cái đã. Mình có kết cái duyên rồi, nó sâu đậm với nhau rồi á, thì nó mới khác. Pháp Hòa ví dụ như hai người mình tới trong khóa tu mình gặp nhau, mình chỉ chào hỏi thôi, mà trong khi đó khóa tu có mấy người mà không bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, thăm hỏi nhau. Duyên thì có gặp rồi, nhưng mà không kết cái duyên với nhau để hiểu nhau thì làm sao duyên nó sâu được, phải vậy không? Thì kinh điển cũng vậy. Có nhiều vị nghĩ thôi mình không hiểu tụng chi vậy thôi. Nhưng mà nếu mình nói vậy thì chính mình không đủ duyên phước để mình hiểu được bộ kinh, mà mình không chịu kết duyên nữa thì lấy gì à. Cho nên ý Pháp Hòa là dù quý vị không hiểu nhưng cứ tụng.
Ít nhất quý vị cũng tạo được cái phước gì? Trì pháp bảo. Đời này con mắt mình được thấy kinh, tai mình được nghe kinh, miệng mình tưởng tụng kinh, mà không lẽ nguyên cái bộ kinh đó mình không hiểu được ít nhất một vài chữ trong đó sao? Và hay là mình chưa hiểu được cái lý sâu, ít nhất mình cũng hiểu được cái lý, cái ở mặt sự. Tất cả đều có sự có lý, nhưng nếu mình chưa hiểu lý thì ít nhất cũng hiểu sự. Ví dụ như trong kinh nói, kinh Địa Tạng nói địa ngục, mà trong đầu mình nghĩ địa ngục là ở dưới đất nè, rồi quỷ sứ thế này thế kia, nghe vậy cũng sợ tội sợ phước chứ, sợ tội chứ, không dám làm. Đó là mình hiểu cái sự cái đó. Rồi mai mốt mình hiểu lý sâu hơn là đâu đợi chết tới mới đi xuống địa ngục đâu. Sống ở đời này mà mình làm khổ nhau thì cũng như ở địa ngục chứ gì đâu. Đó. Cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu cái bản kinh này. Thì cái bản kinh này là nói đầy đủ về bảy Đức Phật luôn, chứ không phải chỉ là một. Nhưng mà cái bản kinh này có tên là Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, nằm ở trong Đại Chánh Tân Tu Bộ Kinh Tập số 451. Như vậy là ba bản kinh Dược Sư nằm liên tiếp với nhau, 49, 50, 51. Và 51 chính là bản nói về bảy Đức Phật Dược Sư. Quý vị đang có cái bản dịch trong tay đó, Pháp Hòa in hai bản đó, thì quý vị mở trang 41 là hồi sáng mình tụng đó, kinh Dược Sư. À không có hả? Ai không có thì thôi, tưởng có thì mở trang 41. Cái là kinh bổn nguyện công đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Và nguyên tên chữ là Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh. Bản này là bản dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán vào thời nhà Đường của Pháp Sư Nghĩa Tịnh. Ngài Nghĩa Tịnh cũng là một trong những vị dịch kinh rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài sống vào thời nhà Đường. Và cái nội dung của kinh này và cái nội dung của kinh Dược Sư mà mình thường tụng á, cái khởi điểm giống nhau, những cái tương đồng hết. Ví dụ như Đức Phật đi chu du giáo hóa ở các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ với ở dưới cây gì? Cây nhạc âm, mà chúng ta dịch là cây tiếng nhạc. Bởi vì chữ âm nghĩa là âm thanh á, cho nên cái nguyên thủy tên đó là nhạc âm, mà chúng ta dịch lại là cây tiếng nhạc. Rồi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật, xin Đức Phật nói về hạnh nguyện của các Đức Phật để chúng con noi theo. Đại khái là cái duyên khởi giống nhau. Và Đức Phật nói giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật Dược Sư, hạnh nguyện của Phật Dược Sư. Rồi khúc cuối á, là nói tới chính cái thứ hoạnh tử, nói tới 12 vị đại tướng Dược Xoa để hộ trì cho Pháp Dược Sư này. Giống nhau hết. Nhưng mà bởi vì cái bản kinh mà nói về 7 Đức Phật, cho nên giới thiệu đầy đủ 7 vị. Hồi nào giờ mình nghe có 7 Đức Phật Dược Sư. Vì vậy cho nên khi mà thành Quảng Nghiêm là mình dịch từ tiếng Phạn là Vasali, và chúng ta thường nghe nói là thành Tỳ Xá Ly đó. Thành Tỳ Xá Ly này là hiện nay cái thành phố này vẫn còn, thánh tích của Đức Phật vẫn còn ở đó. Và còn cái tu viện mà ngày xưa Đức Phật đã nhận chư ni đầu tiên vào tu đó, là từ cái chỗ này đây nè. Bà Mahabhasabade là dì kế mẫu của Phật đó, đi bộ từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đến thành này và xin được xuất gia. Cho nên là cái thành này là kỷ niệm nơi ni giới được nhận, nữ giới được Đức Phật nhận vào tu. Và kinh Duy Ma Cật cũng thuyết ở đây. Thì theo như tinh thần kinh Dược Sư thì Đức Phật cũng nói kinh này ở tại thành Tỳ Xá Ly dưới cây nhạc âm.
Hiện nay ở chỗ này còn một cái trụ đá của vua A Dục, mà có thể nói là cái trụ đá này là còn tốt nhất trong các trụ đá còn lại bị mà vua A Dục xây dựng lên. Vì vua A Dục khi mà ông hối hận rồi đó, ông là một ông vua mà rất là tàn bạo, như là Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc vậy đó. Nhưng khi ông mà hối hận, ông tỉnh thức nhờ giáo pháp của Phật á, thì ông phát nguyện đi khắp nơi trên lãnh thổ Ấn Độ để đảnh lễ các thánh tích. Và mỗi thánh tích ông tới, ông dựng lên một cái trụ đá để ghi dấu Đức Phật. Và ở trên đầu cái trụ đó ông để hình của một con sư tử, một con sư tử có bốn cái đầu. Sư tử là một loài chúa tể ở trong rừng, cái tiếng gầm của nó có thể làm cho các thú khác khiếp sợ. Thì trong Phật giáo hay dùng cái con hình ảnh con sư tử, tiếng gầm sư tử để nói lên cái pháp âm của Phật, cái chánh pháp, cái điều đúng, cái lẽ thật mà vang lên thì tất cả mọi tà mị, mọi sai quấy đều phải kinh, phải khiếp sợ hết. Bốn phía là tượng trưng cho pháp âm được truyền ra bốn hướng, ý nói là khắp nơi đó. Trong các trụ đá còn á, bị đập phá vào do Hồi giáo đó, thì cái trụ ở đây còn khá tốt. Thì ở trong này á, Đức Phật giới thiệu bảy vị Phật dược sư. Vị thứ nhất tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, ở thế giới Quang Thắng. Vị này phát tám nguyện. Vị thứ hai tên là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, ở thế giới Diệu Bảo. Vị này cũng phát tám lời nguyện. Vị thứ ba tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, ở Viên Mãn Hương Tích Thế Giới. Vị này phát bốn nguyện. Vị thứ tư tên là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, ở thế giới Vô Ưu. Vị này phát bốn nguyện. Vị thứ năm tên là Pháp Hải Lôi Âm, ở thế giới Pháp Tràng. Vị này phát bốn nguyện. Vị thứ sáu tên là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông, ở thế giới Thiện Trụ Bảo Hải. Vị này phát bốn nguyện. Mà vị cuối cùng tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ở thế giới Tịnh Lưu Ly. Vị này phát 12 nguyện. Như vậy cái bản kinh Dược Sư mà chúng ta tụng thường nhất á, là nhắc tới cái vị thứ bảy này nè, tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ở thế giới Tịnh Lưu Ly, phát 12 nguyện. Như vậy thì 6 vị Phật trên có 6 tên khác nhau, nhưng đồng một cái hiệu thôi là Dược Sư. Dược sư là gì? Là thầy thuốc. Dược sư là thầy thuốc. Nếu mà nói cho cùng thì Phật nào cũng đều là dược sư hết. Tại sao? Tại mỗi người thì đều có cái phương pháp để xoa dịu cái tâm bệnh của chúng sanh. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ trong đại chúng đây, ai cũng đều là những người gọi là xếp khúc hết, người biết nấu ăn hết. Nhưng mà mỗi người á sẽ có một cái món đặc sắc của mình, có phải vậy không? Thì Đức Phật, các Đức Phật cũng vậy. Cho nên nói là bảy Đức Phật dược sư chứ, là nói vậy, là giới thiệu bảy vị chứ. Nói cho đúng thì nếu mà mình giải thích ra thì Phật nào cũng đều là dược sư cả. Ví dụ Đức Phật Thích Ca mình có phải là một vị Phật dược sư không? Đúng, tại vì Ngài cũng có những phương thuốc để trị tâm bệnh chúng sanh. Cho nên á, các vị mà người ta đếm các vị Phật dược sư, có khi người ta tính luôn Phật Thích Ca, cho nên gọi là 8 vị Phật dược sư, chứ không phải là 7, 8 vị. Còn nói cho cùng thì Phật nào cũng đều là dược sư. Cho nên 7 vị này có một đồng một hiệu là dược sư, đều ở phương Đông hết nha. Khi nào mà có dịp quý vị đọc lại cái bản kinh này, đọc thôi đừng tụng. Tại vì mình tụng là mình phải bị chi phối bởi tiếng chuông, tiếng mõ, thời khóa. Thành nữa khi nào mình đi vào cái nghi lễ, mình đi theo thời khóa mình tụng,
Nhưng những lúc mình rảnh rỗi, mình mang kinh ra mình ngồi mình đọc, để cho cái chữ nghĩa, cái ý nghĩa nó thâm thấu vào trong lòng mình. Có nhiều khi mình tụng á, mình phải chạy theo, mình phải rượt theo, để đại chúng ta tụng mình chạy tụng theo. Nhưng mà tụng xong ra thở dốc không chúng hiểu gì hết. Thật ra phải đọc kinh. Đọc kinh là mình mở ra, mình nghiền ngẫm. Tụng là khi nào mình vào một cái nghi lễ, nhưng phải có thời gian để đọc lại, đọc lại để nghiên cứu, để nghiền ngẫm. Thì bây giờ đây, Pháp Hòa xin thưa đại chúng á, chúng ta học được gì? Một cái điểm căn bản nhất, Đức Phật nào cũng đều có cái thế giới của mình. Đức Phật tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, thế giới của Ngài tên là Quang Thắng. Và Đức Phật này cũng phát, có phát tám nguyện. Vậy thì chúng ta có tên, chúng ta có cái quốc độ, chúng ta có cái bổn nguyện. Để bổn nguyện là gì? Tại sao mình phải phát nguyện? Tại vì có những đối tượng để chúng ta nguyện. Gần đây á, ở chùa mình hay chiều Chủ Nhật á, hay có chương trình cho cơm những người homeless ở dưới Edmonton. Đây là một sự phát nguyện tự là lập của một vị Phật tử. Một hôm cô đến chùa, cô thấy thức ăn chay ở chùa dư nhiều quá. Cô nói thôi bây giờ con xin thỉnh tất cả những thức ăn này, rồi con đem, rồi con làm thành hộp, rồi con đem cho mấy người homeless. Khi mà cô làm như vậy được một vài lần thì mấy chị trong chùa thấy chị làm như vậy bắt đầu giang tay ra phụ. Hồi đầu làm có một mình à. Làm được vài lần cái thì các chị khác thấy như vậy, cái chuyện lợi ích quá mà, cho nên ra làm. Chiều hôm qua Pháp Hòa có nói, thì có một em nó lên nó thấy, thì Pháp Hòa mới nói cứ làm trước đi. Tại vì Pháp Hòa đang có cái dự tính, nếu như mà cái việc này mình làm tốt thì mai mốt mình lập một cái nhóm chị em Phật tử buổi chiều Chủ Nhật lên nấu cơm làm thức ăn cho những người đó, làm cho đàng hoàng. Tại vì ở chùa mình đó, là mình có cái bếp commercial, mình nấu rất là hợp pháp. Ở bên Mỹ người ta hay cho, nhưng mà sau này là không cho nữa, là chính phủ không cho nữa. Là tại sao? Vì có một lần đó người ta bị trúng độc. Tại vì ở nhà nấu không có đủ tiêu chuẩn lửa củi, cho nên thức ăn nó không đủ chín, hay là nấu số lượng nhiều nó không có đủ, cho nên mang ra cái ta ăn ta bị trúng độc. Cho nên có một dạo đó là bên đó cấm không cho mình nấu mà phải đi mua. Thí dụ mình tới một cái hãng pizza, mình mua mấy chục hộp pizza ra mình phát được. Hay là mình tới một cái tiệm burger mình order được cái gì trong tiệm, trong hãng đàng hoàng thì được, chứ còn ở nhà nấu ta không cho. Nhưng mà ở chùa mình thì được, tại vì mình có cái bếp. Nhưng mà nếu mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái gì? Pháp Hòa muốn nói cái nguyện. Cái nguyện mình lập lên, nhưng mà nếu mình không có một cái đối tượng nào khổ thì cái nguyện lập để làm gì? Như vậy cái khổ nó có cái giá trị của nó. Giá trị của nó là cái khơi điểm cho người khác thấy cái khổ của chúng sanh mà người ta phát nguyện. Mà đại chúng thấy các vị Phật, các vị Bồ Tát không thể nguyện khơi khơi nếu không có những chúng sanh khổ. Ví dụ như mình tới đây đi, mình thấy Tây Thiên còn ngổn ngang, quá trời việc luôn, mà không có đi tới đâu công việc hết. Cái mình thấy vậy, cái nói thôi tôi để mỗi cuối tuần tôi chạy lên tôi phụ. Thành thử ra người ta có cần mình mới có mặt chứ. Cũng giống như Huy mà lên mà phụ đèn đuốc ở đây, nếu không cần thì người ta đâu có mặt, nó đâu có giá trị. Thành thử ra trước hết là các Phật phải phát nguyện
Mà muốn muốn độ được thì mình phải có gì? Phải có thế giới của mình. Cái đó là một sự thật. Bây giờ Pháp Hòa nói mỗi người mình có thế giới của mình không? Có không? Có chứ. Ví dụ mình ở chung một phòng với nhau, cái đơn của mình là thế giới của mình đó. Tại vì sao? Mình muốn muốn gọn, muốn đẹp, muốn sạch, muốn gì đó là tự mình thu gọn lấy. Một mình ở một phòng thì mình phô trương một mình cả một phòng. Còn nếu mình ở chung với chúng thì mình, thế giới của mình thu gọn lại trong đâu đó. Rồi thậm chí mấy đứa nhỏ nó lớn lên cái nó cũng muốn ra riêng. Tại sao? Tại vì nó cũng muốn có thế giới của nó. Già rồi có thế giới của người già không? Có chứ. Tại vì người già hay thức khuya dậy sớm. Cuối tuần mấy đứa nhỏ nó đi làm, nó muốn ngủ trưa một chút. Mà mình thì ngày nào cũng như ngày nấy. Đối với mình ngày nào cũng cuối tuần hết á. Cho nên 4 giờ sáng là dậy rồi. Dậy bắt đầu kéo ghế, đóng cửa, lục đục trong bếp, nó ngủ không được. Cho nên người già tốt nhất có thế giới của người già. Để làm chi? Để mình không có phiền. Cho nên ai cũng có cái thế giới của mình hết. Vậy thì 7 Đức Phật này, Đức Phật này tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Thiện danh là gì? Là cái danh gọi tốt. Nghe cái tên đó thôi là tự nhiên thấy cát tường rồi. Mình tu sao mà người ta nghe tên mình ta thấy bình an. Thật ra không có cha mẹ nào đặt con tên, trừ những đứa nào nó khó nuôi. Người ta phải đặt nó tên xấu hái để mà dễ nuôi thôi. Đó là theo cái tín ngưỡng nhân gian đó. Đứa nào khó nuôi quá đặt nó tên cọp, mèo, beo, sói gì đó để dễ kêu. Nhưng mà thật ra nó vẫn có cái tên đẹp của nó. Cho nên thiện danh xưng, tức là mình xưng cái tên mình lên thôi. Tên đẹp á, xưng cái tên mình lên thì người ta cảm thấy cát tường. Thế giới đó là quang thắng. Quang là ánh sáng. Thắng là thù thắng. Mình sống như thế nào mà thế giới mình nó phát ra được ánh sáng thù thắng? Mình sống như thế nào để nghe tới tên mình tự thấy? Ví dụ mình nói Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, tự nhiên thấy tâm mình bình an. Còn mình sống sao mà nghe tên mình nó đừng nhắc nó, tôi nghe tới đó tôi sợ lắm đó. Cái đó là mình không có thiện danh xưng cát tường. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có thế giới của mình, ai cũng có tên gọi của mình. Nhưng mà cái thế giới đó là do mình muốn tạo lập. Tên gọi là đã có, nhưng mình làm sao cái tên gọi đó người ta nghe nó cát tường. Cát tường là gì? Là bình yên, là an ổn. Nguyện ngày an lành, đêm an lành đó. Đó là mình dịch từ cái bản nguyện trú cát tường, dạ cát tường. Trú dạ lục thời hằng cát tường, thường cát tường. Đó là ngày đêm sáu là sáu thời. Thiện danh xưng cát tường. Đức Phật này phát ra tám nguyện. Ngài có tám nguyện. Vậy thì mình nhớ là mình muốn tu, mình muốn thành tựu á, thì trước hết mình phải có nguyện. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đoạn cho quý vị theo ha. Quý vị mở trang 43. Trang 43 đoạn thứ nhì nè. Phật bảo mạng thù thất lợi. Phương Đông cách đây hơn 4 căn già xa cõi Phật. Có thế giới tên là Quang Thắng. Phật hiệu là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, vân vân. Rồi Đức Phật nói: Điều Ngự Sĩ Thượng Thiện Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn an trụ nơi tòa sư tử bằng bãi báo đẹp đẽ, trang nghiêm và đang thuyết pháp. Có vô lượng ức chúng Bồ Tát bất thối vây quanh. Bồ Tát bất thối là Bồ Tát không có lui sụp. Còn dạng như mình đây nè là Bồ Tát gì biết không? Bồ Tát sơ phát tâm.
Nghĩa là mình cũng là Bồ Tát mà mới tâm mới phát thôi. Giận là nghỉ chơi, buồn là đi về, nghỉ tu, không tu nữa. Còn các vị này là Bồ Tát bất thối, chửi cũng ở tu, bỏ rơi cũng tu, không có quan trọng. Tại vì mình đến đây mình tu chứ không phải đi tìm những cái tình cảm nhỏ nhặt đó. Đó là mình nói ở cái tinh thần Bồ Tát nha. Đây là Bồ Tát bất thối. Này mạng thù Phật thất lợi, quốc độ của Đức Phật đó đẹp đẽ thanh tịnh, ngang dọc bằng thẳng trăm ngàn du thiện na. Tại vì mình không phải giảng kinh cho nên không có giải thích mấy từ này, Pháp Hòa chỉ giới thiệu thôi. Đất ở đó bằng thẳng mềm mại, mùi thơm như hương trời, không có các đường ác và tên người nữ. Có một cái điểm là quý vị thấy lát đọc phía sau này á, cõi nào cũng không có người nữ hết á, nó mới yên. Tại sao cõi Phật không có người nữ? Ở đây là một cái biểu tượng. Bởi vì trong nam nữ, có nam có nữ á, thì có đối đãi dục nhiễm. Mà chỗ thanh tịnh thì thuần là một. Thí dụ như Pháp Hòa nói á, vàng mà có pha thì đâu kêu là thuần vàng. Thuần vàng mà không có pha thì mới kêu là thuần là vàng. Phải vậy không? Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu như nói thuần một á, thì chọn là nam. Ở trên cái nghiệp tướng không có. Thí dụ như giữa tướng nữ với tướng nam thì cái tướng nữ nó có nhiều cái phiền toái hơn tướng nam. Ví dụ như người nam á, mà đi đâu ở á, lỡ thiếu nước một chút, người nam vẫn dễ chịu hơn, người nữ thì hơi cực. Tại vì trên cái tướng của người nữ đã có những cái nghiệp. Cho nên ở những cái nơi mà không đủ phương tiện thì người nữ cực hơn. Đó là mình chưa nói là tâm tánh nha, mới nói tới tướng thôi. Cho nên là quý vị sẽ ngạc nhiên, ủa sao kinh gì mà kỳ thị quá, ông Phật nào cũng ở quốc độ không có nữ hết á. Còn nếu mà nói những người mà người ta không hiểu gì sâu sắc, người ta chỉ nói đại theo cái nhìn của người ta thôi đó. Ờ tốt rồi, chỗ đó yên tĩnh, ít xử. Cũng không có ngói gạch cát đá gai góc. Đây là những cái hình ảnh mà tượng trưng cho cái quốc độ nó chưa có được. Ở trên quốc độ đó bằng phẳng. Đây giờ Pháp Hòa chỉ quý vị đọc kinh Đại Thừa nha. Khi mình đọc những cái này á, quốc độ bằng thẳng là hiểu là gì biết không? Cái tâm của mình bằng phẳng, không có gai góc, không có ngói đá gạch sỏi. Cái người mà cái tâm người ta bằng phẳng, cái tâm ta thuần á, người ta không có chấp trước, người ta không có phiền não, thậm chí lời nói người ta không có gai góc. Còn mình nói cái người mình rắc rối đó, mình nói ra cái câu ta thấy có cái lưỡi câu nó đi theo, nói ra ta thấy có gạch đá đi theo, không có luyện nguyên cục đá chứ luyện mấy viên sỏi. Cái quốc độ là vậy đó. Cái quốc độ là cái tâm của chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta mà bằng phẳng thuần khiết thì không có mấy cái này. Cây báo thẳng hàng, hoa trái xum xuê tươi tốt. Tại vì sao? Tại vì nhân nào là quả đó. Đất tốt thì cây trái xanh tươi. Nhiều như đất xấu như Tây Thiên là trồng được. Nên sự thật nó là vậy thôi. Thì cũng thế, hễ mà tâm thiện thì hoa trái của lời nói, của hành động nó sẽ thiện. Còn cái tâm mà bất chánh thì lời nói, việc làm, hoa trái nó đều nó chua, nó làm sao đâu, nó không phải là cái thuần. Này mạng thù thất lợi, Bồ Tát của nước đó đều từ nơi hoa sen bảy báo hóa sanh. Bồ Tát ở cõi này không có sanh giống như mình. Sanh giống như mình là gì? Thai sanh. Mà thai sanh là có dục nhiễm của nam nữ mới có thai. Còn ở cõi hóa sanh là không có dục nhiễm.
Cho nên ở cõi đó đâu có người nữ, mà không có người nữ thì nó không có cái gì, không có cái dục nhiễm, mà không dục nhiễm thì là hóa sanh. Cho nên mình về Tây Phương Cực Lạc á, không có thai sanh, không có noãn sanh, mà là hóa sanh. Hóa sanh từ đâu? Từ hoa sen. Cho nên những tịnh tính thiện nam tử, thiện nữ nhân đều phát nguyện sanh về quốc độ, quốc độ Phật đó. Ngộ không? Có người nữ phát nguyện mà hãy sanh về đó, không có nữ. Chỗ đó phải để ý. Đây Pháp Hòa điểm một cái thôi, để mình học cái cách mình đọc kinh Đại Thừa. Ở trong này, người thiện nam thiện nữ phát nguyện sanh về quốc độ đó mà hay lên tới cõi đó thì chỗ đó không có người nữ. Tại vì sao biết không? Cái tâm nó chuyển rồi. Cái tâm nhỏ nhích, cái tâm ganh tị, cái tâm mà của người nữ thường có, nó chuyển rồi. Cho nên ở đó chỉ là trượng phu, quân tử. Mà hơn nữa là gì? Là hóa sanh. Mà hóa sanh phải tu mới có hóa sanh, chứ còn không tu không có. Anh nào tu mới lọt lên tới trển. Mà lọt lên tới trển là có nghĩa là mình có tu. Mà có tu làm gì có những cái chuyện tùm lum đó nữa. Cho nên ở cõi Cực Lạc không có gây lộn. Mà người nào còn mầm mống có gây lộn đừng hòng lên đó. Nên nữa tôi chết tôi về Cực Lạc, anh phải coi lại cách anh sống hàng ngày. Anh là người sống gần cực khổ rồi, đủ kiểu cực hết, thì anh lọt lên đời không được. Mạng thù thất lợi, Như Lai ứng chánh đẳng giác kia, từ khi mới phát tâm thực hành Bồ Tát Đạo, có phát tám nguyện lớn. Đó. Cho nên khi mới phát tâm thực hành Bồ Tát Đạo là phát nguyện. Như vậy Pháp Hoài chỉ muốn nói nè, một vị Phật, một vị Phật trước khi thành Phật là gì? Là Bồ Tát. Mà khi làm Bồ Tát mình tu á, một là phải phát nguyện. Có phát nguyện mới có quốc độ, mới có chúng sanh, mới có thành tựu. Pháp Hòa ví dụ ha, này Pháp Hòa ví dụ đi. Hồi đó Pháp Hòa rất là muốn tổ chức khóa tu. Cho nên khi mà khởi xướng khóa tu lên á, Pháp Hòa nói giờ mình không dám nghĩ gì nhiều hết á. Mình chỉ nghĩ là mình đang sống ở Edmonton này, mình làm sao mình tổ chức khóa tu cho dân em mình tin đi tu là mình mừng rồi. Tại vì mình có cái duyên với chúng sanh ở quốc độ này. Cho nên cái bữa đó mấy cô Phật tử về chùa, Pháp Hòa mới nói vậy nè. Pháp Hòa nói mấy cô á, mấy chú, mấy anh chị, suốt một năm lo cho chùa rồi, chăm sóc quý thầy, lo cho chùa. Bây giờ á, Pháp Hòa tổ chức khóa tu, xuất gia gieo duyên, các vị về chùa tu sống như một người xuất gia. Trong 10 ngày đó, trong hồi đó là tu 2 tuần lận. Trong 2 tuần lễ đó, quý vị không làm gì hết, chỉ là trong cái phạm vi tu học thôi. Như là Pháp Hòa còn nói lúc đó, và nói như là chư tăng, những quý thầy đền ơn cho Phật tử bằng cách là hướng dẫn quý vị tu. Thì ngày đầu tiên khóa tu được 30 mấy người. Khóa đầu tiên á. Rồi dần dần đông lên. Khi mà đông lên á, thì mình đâu có đủ chỗ nữa. Thì mình mới nói là mình ước gì mình có được một cái chỗ rộng rãi, thoáng mát để cho mọi người về đó tu tập. Cho nên mình nguyện. Tại vì tâm mình muốn tổ chức khóa tu, mình chỉ muốn tu thôi, chỉ muốn tổ chức khóa tu thôi. Thì vậy cho nên mình nguyện kiếm một chỗ. Mà bây giờ thì cái chỗ nó có, thì cái này là gì? Là quốc độ chứ gì nữa. Bây giờ Tây Thiên là quốc độ. Mà cái quốc độ này nó hình thành là do tâm nguyện của mình. Chỗ này là mình muốn tu, cho nên tâm nguyện mình muốn tu, muốn tổ chức khóa tu, cho nên mình tạo nên cảnh giới, tạo chỗ, thì chỗ này chỉ để tu đó. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng thấy rằng chư Phật ngày xưa cũng thế. Chư vị tu là thấy muốn thành tựu là phát nguyện của quốc độ. Mà cái quốc độ mà bên ngoài này nè, nó có thành được hay không là tùy theo cái quốc độ của trong tâm chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như Phật tử về quý đấy đó. Trời ơi, con về để con tu, con an lạc quá.
từ cảnh trí cho đến mọi sự việc. Là vì sao? Là nhờ quốc độ của mọi người sống hòa thuận với nhau. Pháp Hòa ví dụ thôi, trong 10 ngày qua mình sống ở đây mà người này gây gổ với người kia hiềm khích người nọ ghét bỏ người kia, làm cho cái người vô tu được có mấy ngày là người ta mệt mỏi vô cùng. Tại vì người ta nói chuyện với bà A thì bà B bà ghét. Bà nói tại sao đi nói chuyện với bà A. Rồi bà ra bà nói chuyện với bà B thì bà A bà ghét. Rốt cuộc đứng giữa mệt mỏi quá. Tôi là lính mới mà. Giờ vô đây hai Bồ Tát dành một chúng sanh. Rồi biến không hai Bồ Tát không ủng hộ để cho chúng sanh đó trở thành Bồ Tát. Mà Bồ Tát làm sao hồi chúng sanh thành phàm phu luôn. Càng tu nó càng đi xuống. Tại vì Bồ Tát nào cũng muốn phe cánh hết. Cho nên rồi Bồ Tát hùng với nhau, làm khổ một chúng sanh mới tới. Đúng rồi, ví dụ vậy. Tại vì tại quốc độ của mình không có, quốc độ bằng thẳng của mình không có. Cho nên mình, vì tâm mình không có vậy, cho nên mình không tạo được cái cảnh giới nó như vậy. Tại vì sao? Tại cái nhân nói như vậy để cho đại chúng thấy cái, nhìn cái quả, hiểu được cái nhân. Thí dụ mình thấy cái người đó tại sao họ làm ăn mà phát lên, trong khi đó những người tương đồng mà không phát, thì chắc hẳn người đó cái sự việc của họ làm phải có sự trung tính ở trong. Làm việc phải có sự tính, phải có cái tín nhiệm. Làm ăn đàng hoàng, lấy tiền người ta nhưng mà làm rất đàng hoàng. Cho nên những người khách hàng họ tin tưởng vào cái người đó, họ tới với người đó thường xuyên. Mình nhìn cái cách là cái quả người ta làm ăn thì mình cũng đoán được một phần cái nhân của họ. Tất cả đều từ cái phước tu tập, cái phước cách sống của mình hết. Cũng giống như một người trong kinh nói, người mà quá trời bạn luôn, một người không ai dám tới nói chuyện hết. Nhớ không, kinh mà kinh soi gương á, vì sao một người được nhận thức là không ai thật có thể tới nói chuyện được với? Tại vì cái cách sống đó. Hoặc vị đó cấu kỉnh, vì cấu kỉnh cho nói những lời nói cấu kỉnh. Hoặc vị đó chỉ biết khen mình và chê người. Hoặc vị đó nói những lời nóng giận. Hoặc vị đó sang tham. Hoặc vị đó trả lời ngoài vấn đề. Hoặc vị đó chất vấn trở lại người đã hỏi mình về những cái lỗi mình đã phạm, những vân vân. Thì những đức tính đó được nhận là một người không ai có thể nói chuyện được. Đây là một Đức Phật. Ví dụ Đức Phật thứ nhất tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Quý vị nhớ, mình tu sao mà nghe danh thấy hình đều sanh tâm. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Làm sao cho người ta thấy con, nghe tên con đều phát tâm tu tập hết. Vị thứ hai, bây giờ Pháp Hòa giới thiệu quý vị vị thứ hai ở trang 48. Đoạn thứ hai nè, trang 48 đoạn thứ hai. Lại nữa, này mạng thù thất lợi ở phương Đông. Quý vị nhớ là bảy Đức Phật này ở phương Đông hết nha. Nhưng mà ở phương Đông mà mỗi phương, mỗi cũng đều là phương Đông mà có những thế giới khác. Tại sao phương Đông mà không là phương khác? Vì phương Đông là phương mặt trời mọc. Mà mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho cái gì đó nó rất là phấn khởi, hưng thịnh. Thường thường người ta hay lấy hai phương, phương Đông và phương Tây đối lại. Cho nên phương Đông là tượng trưng cho một đầu ngày, tượng trưng cho khởi điểm, tượng trưng cho sự sống. Phương Tây là tượng trưng cho cuối ngày, tượng trưng cho sự trở về. Cho nên Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, Phật Dược Sư ở phương Đông. Thế giới tên là Diệu Bảo. Đức Phật hiệu là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ứng chánh đẳng giác có vô lượng ức Bồ Tát vây quanh, hiện đang thuyết pháp trình bày vi diệu thậm thâm của Đại Thừa.
Này mạng thù thất lợi, Đức Như Lai kia từ khi mới phát tâm tu hành đã Bồ Tát, đã phát tám nguyện lớn. Vị Phật thứ hai tên là Diệu Bảo Thế Giới. Thế giới này tên là Diệu Bảo. Diệu Bảo là gì? Bây giờ quý vị muốn biết Diệu Bảo là gì, quý vị mở trang 52, lật tiếp hai trang nữa. Lại Phật độ của Đức Như Lai kia cư trú rộng rãi, trang nghiêm thanh tịnh, đất bằng như bàn tay, cây thiên diệu hương làm thành hàng lối, hoa trời rải cùng khắp, nhạc trời thường trỗi, linh trời đẹp đẽ treo khắp nơi. Báo trời trang sức tòa sư tử, báo trời trang sức các thềm bậc ao tắm đẹp. Đất ở đó mềm mại mịn màng, không có các thứ ngói gạch, cũng không có người nữ. Và các phiền não đều là các chúng Bồ Tát bất thối hóa sanh từ hoa sen. Nếu khi khởi niệm cần ăn uống y phục hay các thứ đồ dùng thì tùy ý có ngay, cho nên gọi là thế giới Diệu Bảo. Tại sao gọi là Diệu Bảo thì trên Phật giải thích. Diệu Bảo là gì? Bảo là gì? Bảo là quý báo. Tất cả những cái quý báo đó nó có mặt một cách rất vi diệu. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi vòng vòng vậy nè, từ ở chùa Trúc Lâm hay Tây Thiên cũng vậy. Có những lúc Pháp Hòa đi, cái Pháp Hòa nhìn từng cái món, cái Pháp Hòa nói thiệt là vi diệu. Tại sao? Để Hòa kể những cái vi diệu ha. Hồi đó chánh điện xây xong, trước khi đang xây nữa, cái mình nói chà, mai mốt là mấy bác lớn tuổi á mà lên chánh điện mà ngồi đâu có thể ngồi dưới đất được vậy. Đâu có ngồi dưới đất được, mình phải sắm ghế cho mấy bác ngồi. Tự nhiên đâu có một cái nhà hàng, họ đổi ghế mới, họ bỏ ghế cũ. Mà quý vị biết không, cái ghế cũ là ghế nằm họ cho mình đấy kìa. Quý vị vô quý vị thấy nó đẹp không? Đó, mặc dù nó không phải là brand new nhưng mà rất là phù hợp với ở trên này. Diệu Bảo không? Diệu Bảo. Xong cái Pháp Hòa mới nói chà, còn cái vụ tọa cụ bồ đoàn này nữa. Cái tự nhiên cái cô đó, cô nói thầy có tọa cụ bồ đoàn chưa? Để con lo. Cổ order hết. Cổ order hết. Chẳng những vậy mà cổ qua cổ mua mấy cái hộp này. Pháp Hòa nói thầy Tịnh Tạng lên mạng kiếm mấy cái hộp này mua. Canada, ở Mỹ bán mà Canada không có bán. Mà nếu bán ở Canada này đó, nếu mà cái số lượng cái gối này mà vô cho 600 cái chánh điện này lên tới 25.000 tiền mà vô mua cái hộp đó thôi. Trong khi đó mua ở Mỹ rẻ. Không, đó chỉ là một cái thôi, còn rất rất nhiều thứ nó xuất hiện một cách rất vi diệu. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa mới nói với các thầy các cô hoài, mình cứ đem cái tâm mình hết lòng cho Tam Bảo, đừng nghĩ gì hết, làm việc gì cứ đem hết tâm của mình ra, không danh không lợi, mình cứ nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới mọi người mà làm. Mà nói cho gần gũi một chút đi, tu thiệt đi không sợ đói. Quý vị về đây mặc dù Tây Thiên ở rừng vậy mà có đói bữa nào không? Cho nên á, cái thế giới này tên là Diệu Bảo. Diệu Bảo là gì? Khi trong cuộc đời chúng ta có những cái nó có mặt một cách rất màu nhiệm, mình nó cảm ứng với cái tâm mình, đó là Diệu Bảo. Đây trong kinh nói, chỉ cần nghĩa là gì? Nếu khi khởi niệm cần ăn uống y phục các thứ đồ dùng tùy ý có ngay. Không phải là tự nhiên nó có, nếu mà mình thiếu đi cái sự tu tập. Mà nhớ là mình muốn cho ai? Muốn cho mình hay muốn cho chúng sanh? Hai cái muốn nó khác.
Cái gì mình muốn cho đại chúng, mình muốn cho chúng sanh đó, cái muốn đó nó mới đi đến cái diệu được. Cho nên nhớ nha, chữ đại mai mốt mình học. Chữ đại nghĩa là lớn, chữ đại nghĩa là nhiều, chữ đại nghĩa là thù thắng. Chữ đại có ba nghĩa. Thí dụ như bự là kêu đại, lớn kêu đại, nhiều cũng kêu đại. Nhưng mà chưa phải thù thắng, tức là nó vượt hơn những cái bình thường. Rồi cái con bữa đó cái có một cái khách sạn đổi hết tất cả bàn tủ, nguyên một cái khách sạn luôn. Mà cái anh đó đó, cái anh manager của cái khách sạn đó, ảnh đem hết tất cả tủ bàn xuống, ảnh bán cho nhân viên 5 đồng cái. Mà tủ rất là tốt, tại vì tủ xưa mà, cho nên gỗ đặc nặng lắm. Thì con cái cô đó cũng người Hoa, cô làm ở trong khách sạn đó đó. Thế tự nhiên cô mới nói với cái ông chủ đó đó. Mà tự nhiên trong lúc đó cô lại nghĩ tới Pháp Hòa chứ. Cô nói hay là mình xuống mình deal với cái ông này coi, xin này cho thầy Pháp Hòa thử coi. Bà Pháp Hòa đâu có nói gì với cổ, mà Pháp Hòa cũng ít có liên lạc gì với cổ. Cổ là một tử người Hoa ít đi chùa lắm. Cái tự nhiên cổ xuống cổ nói với ông đó, cổ nói bây giờ ông bán chi 5 đồng cái, bây giờ ông bán mão đi, giống như ông nói hết cái đống tủ này nhiêu, mấy chục mấy trăm gì ông nói đi. Cái cổ gọi lên chùa, cổ nói thầy ơi thầy, ở khách sạn của con đang làm nó đang đổi tủ nè, bàn ghế tốt lắm, thầy mà thầy có muốn lấy không? Lúc đó là đang làm mấy phòng mà, cho nên ông bà nói dạ muốn. Chạy lên, trời ơi tủ bàn tốt lắm, mấy cái tủ mấy cái bàn mình đang để đó. Cái xong cái mùa không biết mấy trăm đó. Cái ông lên ông gặp Pháp Hòa, cái bà nói ồ tôi cũng muốn mua cái này về tôi cho chùa xài, đại chúng xài. Xong cái ông về ông nói thôi tôi cho hết đó, khỏi trả tiền. Thầy chỉ cần ghi cái thơ cảm ơn ông chủ cho tôi thôi, rồi tôi đưa cho ổng là cái này tôi không có bán xài bậy, mà tôi cho một cái hội từ thiện. Khi đem về ở dưới lầu, cái Pháp Hòa thiết lập cái khu vực mà cho các vị bốn giường có cái bàn, có cái đầu tủ, bốn giường có bàn đầu tủ. Các vị thấy không? Cho nên ai vô nhìn trời ơi sang quá hen. Tủ bàn đồ, nói giàu đúng rồi đó, giàu đồ free. Màu nhiệm nhiều chuyện lắm. Cho nên Pháp Hòa nói thật là đi bất cứ ngõ ngách nào của Trúc Lâm, của Tây Thiên, Pháp Hòa đều thấy được tất cả đều từ cái tấm lòng của Phật tử, mà nó đều có mặt từ cái tâm tu hết. Không trân quý sao được, không biết ơn sao được. Mà mình cho rồi á, mình không có mất. Cái hồi Trúc Lâm cũ mà bán cho cái ông Hàn Quốc mà làm chùa đó, đèn bàn Phật nè, tủ thờ, tủ phước xương gì, Pháp Hòa cho lại hết để họ xài. Tới hồi mình về chùa mình đâu có gì đâu, nhưng mà rồi không thiếu. Không thiếu, mình càng giữ mới thiếu. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình ăn mà nó không tiêu hóa thì sao? Không ăn được cái mới. Mà ăn mà cái bụng mình nó tiêu hóa tốt thì lát đồ mới mình ăn được nữa. Chờ nãy chị gì? Nguyên Kim hả? Ông hả? Nguyên Ngọc à. Nguyên Ngọc dọn chánh điện sao lỡ tay làm bể cái bình mà rung rẩy lên sống hối quá. Nói trời có gì đâu, bể thì bể chứ có gì đâu. Không phải Pháp Hòa nói vậy không có nghĩa là Pháp Hòa coi thường đồ vật nha, không phải. Nhưng mà bây giờ người ta đâu có muốn làm bể đâu, ta có tâm ta lên dọn dẹp mà. Nhưng mà ta lỡ người ta là làm bể thôi, mình la gì giờ, phải không? Nói như vậy không có nghĩa là mình xem thường đồ vật. Nhưng mà mọi việc nó đều là vô thường, mà do cái sơ ý mình làm bể chứ không phải mình cố tình. Đức Phật này tên là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm.
Nghe chữ tự tại vương là gì? Người mà có tự tại là gì? Có được cái âm thanh của ánh sáng, có được cái trí tuệ sáng như là vầng trăng quý. Này, này mạng thù thất lợi, nếu có tịnh tính nam tử nữ nhân, quốc vương vương tử đại thần, phụ tướng trung cung thể nữ, ngày đêm sáu thời ân cần chí tâm cung kính cúng dường Phật Thế Tôn kia, xưng niệm danh hiệu cùng tạo lập hình tượng, hương hoa âm nhạc, hương đốt, hương bột, hương xoa, thanh tịnh trang nghiêm, dâng lên cúng dường trong bảy ngày, thọ trì tám phần trái giới, khởi tâm từ bi đối với chúng sanh, nguyện sanh về cõi kia, thì Phật Thế Tôn đó và các Bồ Tát hộ niệm cho người này, tất cả tội nghiệp đều được tiêu diệt, được bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Đối với việc tham lam sân giận ngu si dần dần mỏng bớt, không có các bệnh khổ, tuổi thọ được được tăng thêm, tùy theo có mong cầu điều được điều gì được như ý. Oan gia gây gỗ đều sanh hoan hỷ, xả thân này rồi được sanh về quốc độ kia, từ hoa sen hóa sanh, niệm định tổng trì đều rõ ràng. Này mạng thù thất lợi, như vậy nên biết danh hiệu của Đức Phật kia có vô lượng công đức, nếu người nào được nghe nguyện cầu điều gì đều được thành tựu. Đó là giải thích thêm. Vì mình như nhắc lại là Pháp Hòa chỉ muốn giới thiệu thôi, rồi đại chúng có dịp rồi nghiền ngẫm ha. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích bảy vị, quan trọng là mình hiểu bảy vị nè. Người thứ ba tên là Viên Mãn Hương Tích Thế Giới. Chữ viên mãn là đầy đủ. Hương tích là gì? Là mùi thơm. Thế giới đó tên là Viên Mãn Hương Tích. Đức Phật tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu. Mình thành tựu được tất cả những cái diệu hạnh. Diệu hạnh là những cái hạnh, những cái việc làm trong cuộc sống này đều là diệu hạnh hết. Diệu hạnh cũng là đại hạnh, cho nên chúng ta niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền là vậy đó. Tại vì Ngài Phổ Hiền là một vị Bồ Tát lăn xả vào đời thực hiện cái việc đó, không bỏ rơi ai, cho nên gọi là đại. Cái ánh sáng này á là ánh sáng của kim sắc, tức là cái màu sắc nó vàng ròng. Vị Phật này phát ra tám nguyện. Toàn thân vị Phật này màu đỏ. Vị thứ tư tên là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Nếu quý vị muốn theo dõi vị Vô Ưu Tối Thắng ở trang 58 đó, đoạn thứ 3 nè. Lại nữa, này mạng thù thất lợi, phương Đông cách đây hơn 7 căn già xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Ưu. Đức Phật hiệu Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Nghe chữ Vô Ưu là thấy không có phiền rồi phải không? Vô ưu là gì? Không có phiền não, không có ưu sầu khổ não gì hết. Phật tên là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, thế giới tên là Vô Ưu. Cái người sống vô ưu thì cái cảnh giới xung quanh họ cũng vô ưu. Cho nên quý vị có nhớ cái câu không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thật ra cái cảnh nó không có buồn vui, tại vì cái tâm mình thôi. Thí dụ bây giờ tâm mình buồn, cái tự nhiên mình lên đây mình thấy cảnh nó buồn quá. Tâm mình tịnh á, mình lên đây mình thích quá, yên tĩnh quá. Cảnh nó tùy theo tâm mình nhìn. Mình cái tâm mình nó vui thì cái cảnh nào nó cũng vui, mà tâm mình buồn thì tự nhiên cảnh nào thấy nó cũng chán. Cho nên á, cõi đó tên là vô ưu, mà Phật đó cũng tên là vô ưu. Mà vô ưu trong lòng á, vô ưu trong lòng mới là tối thắng.
trong lòng không buồn mới tối thắng, mới là cái thù thắng nhất của cái không buồn. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, trong các thứ vui á, có phải là trong lòng mình không có sầu khổ là cái mà mình thích nhất không, vui nhất không? Tại vì mọi cái sự phiền muộn là từ trong lòng mà ra. Tại hết trong lòng mà buồn thì cái gì nó cũng buồn theo. Cho nên trong Kinh Pháp Cú nói sao biết không? Không có sự tĩnh lặng nào hay là không có sự vui nào bằng sự vui của tĩnh lặng tâm hồn. Vui gì cũng không bằng vui khi tâm mình tĩnh lặng. Không có sự an lạc nào bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Đó. Cho nên gọi là vô ưu tối thắng các tường. Vì cái cảnh đó là nó cái cảnh đó là cái gì? Cái thế giới nó là cái y báo, còn mình là chánh báo. Quý vị học Phật là quý vị biết mấy từ này đó. Chánh báo là mình. Chánh báo là gì? Là chính yếu. Còn y báo là cái nó tùy thuận vào mình. Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó. Cái người gọn á, vô phòng họ mình thấy gọn. Người lè phè bê bối, vô phòng họ thấy bê bối. Cái giường nó ngủ nó mình thấy nó cũng tùm lum nữa. Có người mà gọn, có đồ nhiều người ta vẫn sắp được. Còn người không gọn có hai cái gối, cái mền nó cũng nằm hai góc. Cái người mà không gọn trên bàn có 4-5 món nó cũng nằm từ lưa ra. Còn người mà gọn chừng 10 món nó cũng vô gọn gàng đâu vô đó. Cái nhìn xung quanh là cái y báo. Y là cái nương tựa, cái mà nó đi theo cái đó. Cho nên kiểu quy y là vậy đó. Quy là quay về, y là nương tựa. Thì cái y báo nghĩa là cái quả báo mà nó nương tựa vào cái chánh báo. Vậy bây giờ quý vị thấy cõi của Đức Phật vô ưu nè. Phật độ của Đức Phật Như Lai kia, của Đức Như Lai kia cư trú rộng rãi nghiêm tịnh, đất bằng như bàn tay, làm toàn bằng các thứ báo mịn màng mềm mại, thường có hương thơm, không có tiếng khổ, lìa các phiền não, vô ưu mà, cũng không có thú dữ và tên gọi người nữ. Tên gọi cũng không có, chứ đừng nói là có tướng nữ. Cho bây giờ nếu mình còn mang thân nữ, tâm nữ, ráng tu cho chuyển cho được cái tâm đó. Có nhiều khi tướng nữ thì còn mà tâm nữ không còn. Tu làm sao mà được vậy thì mình mới về được cảnh giới, không có cảnh giới an lạc giải thoát. Đừng có dính mấy cái nhỏ. Cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Nếu có tịnh tính nam tử nữ nhân, quốc vương vương tử, đại thần phụ tướng, cung trung thể nữ, mong cầu phước đức, khát tâm kính tinh thần chú này, hoặc đọc hoặc tụng hoặc giảng nghĩa cho người, phát tâm đại bi đối với các hàm thức. Hàm thức tức là mọi người mà sống có tình cảm đó, sống có cảm tình đó, có cái nhận thức đều là hàm thức. Con người mình là thuộc hàm thức. Ngày đêm sáu thời tắm rửa sạch sẽ, hương hoa đèn đuốc, ân cần cúng dường, thọ trì bát quan trai giới, cho đến chí thành tụng niệm, thì dù có vô biên nghiệp chướng rất nặng cũng đều được tiêu diệt. Ngay nơi thân hiện tại lìa khỏi các phiền não. Khi thân mạng sắp cáo chung, được chư Phật hộ niệm, liền được hóa sanh trong hoa sen của nước kia. Vị Phật thứ năm tên là Pháp Hải Lôi Âm. Thế giới tên là Pháp Tràng. Vị Phật này là phát bốn nguyện, thân toàn màu vàng. Chữ lôi âm á, nghĩa là cái âm thanh như sấm sét. Tại vì sao? Tại vì cái pháp của vị này, cái giáo pháp của vị này vang lên.
Pháp tràng là gì? Tràng là cái phan, cái tràng á. Cái cờ này là cờ pháp dựng lên. Mà người mà dựng cái cờ này lên là nhất định phải có pháp âm. Cho nên mình có cái câu á, pháp tràng dựng khắp nơi nơi á. Kiến pháp tràng ư xứ xứ. Đi tới đâu thì dựng cái cờ đó lên. Mà dựng cờ đó lên là biểu tượng là cờ pháp đó. Tại vì mỗi người đều có một cái cờ để phất hết á. Nhưng mà người tu mình không có phất cờ khởi nghĩa. Nhưng mà người tu mình là phất cái cờ gì? Cái cờ của chánh pháp. Ở bên Thái Lan á, Phật giáo Thái Lan có một lá cờ riêng cho Phật giáo Thái Lan. Trên cây cờ là một cái lá cờ màu vàng. Ở trên lá cờ đó in cái hình bánh xe pháp có 8 cây câm. Đó là cái cờ riêng cho Phật giáo Thái Lan. Tại sao trên lá cờ đó người ta biểu tượng 8 cây câm? Tượng trưng cho bát chánh đạo. Mà thật ra bát chánh đạo đó chính là cái đường lối tu tập của Phật giáo. Cho nên Phật giáo Thái Lan dùng cái bánh xe pháp đó làm cái lá cờ đó, là một hình thức pháp tràng. Hồi xưa đó, mình làm cái gì mình, thí dụ như đó, người ta đi ngang chùa mình không có gì hết, ta nói không có lễ. Bữa nào mà có lễ thì mình lấy cờ xí rồi mình văng hết, phải không? Văng cờ lên để biểu tượng cho là có lễ. Thì cũng như thế, trong Phật pháp là mình dựng cái cờ đó lên, ấy nói là mình đưa cái giáo pháp lên như một cái điểm cho người ta thấy để người ta noi theo. Mình đi đâu mà người ta không biết mình ở đâu, cái người lãnh đạo, cái người dẫn đầu phải cầm cờ đưa cao lên để cho tất cả mọi người thấy cái lá cờ đó mà biết cái người dẫn lãnh đạo đang đứng ở khúc đó. Cho nên mình dựng cái pháp tràng. Thì thế giới tên là pháp tràng, mà vị Phật này tên là Pháp Hải Lôi Âm, biển pháp, và âm thanh như những tiếng sấm sét. Quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không đi đến thỉnh kinh đó, thầy trò Đường Huyền Trang tới Đại Lôi Âm Tự. Theo truyền thuyết là chùa Lôi Âm là chỗ mà Đức Phật ở đó. Lôi Âm là ý nói là cái pháp âm đó nó vang rền như những tiếng sấm. Ở đây có ai biết bài ha, bài vọng cổ Mục Liên Cứu Mẹ không? Trong đó có câu là chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông. Pháp Hải Lôi Âm là vậy. Cho nên á, Ngài là Pháp Hải, cho nên phải dựng pháp tràng. Thế giới là thế giới của pháp tràng. Đó là vị Phật Dược Sư thứ năm. Bây giờ Pháp Hòa, quý vị mở trang 62 nha. Mở trang 62 vô cái đoạn giữa nè. Nói về cái cảnh giới của Phật Pháp Hải Lôi Âm nè. Cây thiên hương báo ngay hàng thẳng lối theo mỗi nơi chốn. Trên đầu các nhánh cây treo các vải lụa trời, lại có linh báo treo rủ khắp nơi. Gió nhẹ thoảng qua phát ra âm thanh vi diệu, diễn sướng vô thường khổ không vô ngã. Thấy chưa? Còn mình ví dụ như ở đây nè, mình cầm cái đàn guitar mình dạo lên cái, ô tôi biết bản này nè, bản này là Trúc Đào. À, bản này nè, bản này đã đập vỡ cây đàn. Tôi biết bản này nè, bản này là Chuyện Ba Người. Nhưng mà ở cái cảnh giới của những người nói pháp á, tiếng nào của họ ra cũng đều trang chứa pháp âm cho mình hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu vô thường, khổ không vô ngã. Đó là tứ pháp ấn đó. Nếu mà nói tam pháp ấn là vô thường, khổ vô ngã. Còn tứ pháp ấn là thêm chữ không nữa, vô thường, khổ, không, vô ngã. Quý vị mà chịu khó nghe Pháp Hòa tụng lúc cúng linh, Pháp Hòa hay nói câu này: nguyện các hương linh
nhất tâm thính pháp liễu ngộ vô thường, khổ không vô ngã, nhất tâm buông xả vạn duyên, cầu sanh tịnh độ. Nhưng mà cái này à, cái này mình đang nói gì biết không? Mình đang nói ngôn ngữ không à. Cái chuyện mình thâm nhập nó là cái chuyện của mình nha. Bây giờ mà mình có thể giải thích khổ là gì, vô thường là gì, mình nói dẫn chứng được đó. Nhưng mà mình có nhập hay không là đụng chuyện mới biết. Đụng chuyện coi cái tâm mình nó đi tới đâu mới hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Kinh A Di Đà ở cõi Phật á, cây báo gì chưa gió reo mà cũng rồi chim hót cũng phát ra những âm thanh nói pháp. Cho cái người mà người ta trong tâm người ta có pháp rồi, người ta nghe câu gì ra nó cũng là pháp hết á. Còn cái người mà mình không có muốn nghe rồi, mình nghe câu gì nó cũng thành ra méo mó hết. Chờ quý vị thấy không? Đây Pháp Hòa chỉ cái điểm, một vài điểm để cho đại chúng có cái cách đọc Kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa là kinh gì? Những cái tư tưởng cao rộng sâu màu lắm. Nếu mà ai mà cứ đem khoa học qua chứng minh thì không đọc mấy này được. Tại cái này ta nói gì? Ta nói những cái chuyện bất khả tư nghi mà. Thí dụ bây giờ mình ở đây nữa ha, mình ngồi trên chánh điện thôi, mình nghe tiếng gió mình cũng thấy nó hay nữa. Thậm chí mình ở cái dãy phòng tăng xá mà cái kính cửa mà ngó xuống bờ hồ đó, nó có mấy cái phong linh ở dưới cái thủy tạ đó. Trời, mỗi lần gió nó reo lăng tăng, mình ngồi trong phòng mình làm việc, mình đọc sách mà mình nghe những tiếng đó mình cũng vui nữa. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai có cái bài á, Phật là lá, buộc là lá chín, pháp là mây bay á. Thấy mây bay cũng nói, cũng thấy bài pháp nữa đó. Cái lá mà nó rụng xuống nó cũng diễn, nó cũng nói được cho một mình một cái điều gì đó. Cái mây bay nó cũng nói điều gì đó. Hòa Thượng có cái bài gọi là sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Hạt sỏi, cây lá nó cũng nói kinh pháp Hoa nữa. Quý vị nhớ kinh Pháp Hoa có nói các Bồ Tát từ ở dưới đất vọt lên không? Gọi là tùng địa giổng xuất. Các Bồ Tát ở dưới đất phúng lên. Ở đây là mùa đông á. Cái xứ này mùa đông á là tất cả cây cối nó chết, nó rụi lá, nó trụi hết trơn á. Nhưng mà tới tháng 5 thôi, tan tuyết hết là bắt đầu mình sẽ thấy các Bồ Tát ở dưới đất chồi lên. Không phải là Bồ Tát tùng địa giổng xuất là gì? Đâu phải đợi người nào ngoi đầu lên mới kêu là Bồ Tát đâu. Một cái cây, một cái hoa, thấy không? Sau 6 tháng trời đông lạnh lẽo, vậy mà hết tuyết rồi trời ấm lại, nó nhoi lên. Quý vị đi ra những cái bãi đậu xe coi, tráng xi măng, tráng nhựa, vậy mà chỗ nào nứt cái đường đó, cây nó cũng kiếm cách nó chồi lên. Mình lấy một miếng ni lông dày mình trải, vậy mà nó đâm thủng được cái miếng ni lông đó, nó chồi lên. Cái sức sống của nó vậy đó. Cái sức sống của nó như vậy đó. Mình mà không đủ sức sống, đụng chuyện cái chết đó là mình thua một cái cây nhỏ như vậy đó. Vị thứ sáu tên là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Nghe chỉ Du Hí Thần Thông là thích rồi ha. Quý vị nào muốn thấy tên Phật đó, mở trang 65 đoạn thứ 2. Lại nữa, này mạng thù thất lợi, phương Đông cách đây hơn 9 căn già xa Phật độ, có thế giới tên là Thiện Trụ Bảo Hải.
Phật thiệu pháp hải thắng huệ du hí thần thông. Cái thế giới tên là thiện trụ bảo hải. Bảo hải tức là biển, biển quý báu. Mình trụ một cách khéo léo ở trên biển đó. Tại vì á, người mà có được cái trí tuệ thù thắng mà cái giáo pháp như biển cả thì người đó đi tới đâu cũng thoải mái hết, gọi là du hí. Pháp hải tức là biển pháp. Thắng tuệ hay là thắng huệ là trí tuệ thù thắng. Người có trí tuệ thù thắng, có pháp như biển cả thì du hí thần thông thôi, đi đâu cũng vô ngại. Ý muốn nói mình linh động trong sự sống. Vị này phát bốn nguyện, và cuối cùng là Phật dược sư lưu ly quang Như Lai. Cái này thì quý vị biết nhiều lắm. Như vậy quyến thuộc của các Đức Phật dược sư này là hai vị Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, 12 vị thần tướng dược xoa. Tại vì 12 vị thần tướng dược xoa này là phát nguyện hộ trì cho những người hành pháp dược sư. Có rất nhiều vị chưa biết bản kinh này, đa phần chỉ biết kinh dược sư, nhưng mà chưa biết kinh nói về 7 Đức Phật dược sư. Nhưng mà khi quý vị tụng vô kinh dược sư, hay là tụng, nhất là tụng sám pháp dược sư, trong đó có câu gì nè: hãy tạo hình tượng Đức Như Lai ấy 7 vị, trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn, cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt đến 49 ngày đêm không tắt. Nhưng việc ấy chỉ có vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy mà chỉ cần gì? Mời những người tịnh niệm, rưới quét, rửa dọn hương hoa đèn nến, tùy sức hiến cúng, y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào mà không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Cái chuyện mình bộc bạch sám hối, còn cái chuyện hình thức là tùy sức hiến cúng. Tùy sức hiến cúng. Ví dụ mình đâu, mấy ngày nay mình đâu có thắp 49 ngọn đèn đâu, mình thắp 7 cái thi lai thôi. Đấy, đạm 7 ngọn đèn nhỏ nhỏ thôi, tùy sức hiến cúng mà. Cái quan trọng là mình y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Mà có hiểu cái chữ ngọn đèn lớn như bánh xe không? Có đèn nào mà lớn như bánh xe? Đèn này là đèn tâm, đèn trí. Chỉ có cái đèn trí tuệ đó nó mới trùm khắp, nó mới lớn lao như vậy đó. Mà người học kinh điển Đại Thừa là phải có cái trí tuệ của cái ánh đèn bánh xe đó mới chấp nhận nổi kinh Đại Thừa. Thì chiều hôm nay trong cái buổi học, trong cái buổi trong 10 ngày tu, ngày cuối Pháp Hòa thỉnh đại chúng tụng kinh dược sư. Nhưng mà tụng kinh nói về hạnh nguyện của 7 Đức Phật dược sư mà lâu nay mình thường nghe nói. Bây giờ các vị nào ở nhà chỉ tụng kinh dược sư thôi. Nếu mình không có tụng kinh 7 Đức Phật dược sư này cũng không sao hết á, lấy cái bản kinh dược sư tụng cũng được nữa. Nhưng mà trước khi mình tụng á, mình lễ 7 Đức Phật dược sư. Như hồi sáng mình đọc vậy đó, mình lễ 7 Đức Phật dược sư đó. Vị thứ nhất tên là Quang Thắng, như cái câu hồi sáng mình sướng đó. Nam mô Quang Thắng thế giới, thiện danh xưng các tường Như Lai, dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Nam mô Diệu Bảo thế giới, bảo nguyệt trí Quang Âm tự tại Vương Như Lai, dược sư hải hội Phật Bồ Tát. Mình đọc tên 7 vị Phật, mình đảnh lễ,
xong rồi mình tụng kinh Dược Sư bình thường cũng được. Còn vị nào mà không có thời gian nữa, trì chú Dược Sư để mà mình trị bệnh thôi, đảnh lễ bảy Đức Phật Dược Sư, xong rồi trì chú Dược Sư cũng được nữa. Đây là phần giới thiệu của Pháp Hòa về kinh này. Rồi quý vị muốn nghiên cứu nữa thì quý vị đọc lại. Nhưng mà cái căn bản nhất là gì biết không? Ở đây này, Pháp Hòa muốn nói nè, mỗi người chúng ta đều là một Đức Phật Dược Sư hết. Mình đều có những chúng sanh bệnh ở gần mình để mình trị giúp cho họ. Nhưng nếu mình muốn giúp cho họ trị bệnh á, trước hết á, mình phải có cái tâm Dược Sư, cái lòng muốn giúp, muốn cứu khổ, muốn giúp bệnh. Muốn có tâm đó rồi phải làm gì nữa? Phải phát nguyện, tôi nguyện giúp cho người đó. Tại vì cái nguyện nó sẽ giúp mình lâu dài hơn và không bỏ cuộc nữa chừng. Cái giá trị của giáo pháp á, là chúng ta ứng dụng ngay cái lúc cần nó. Như hôm rồi có trong cái buổi pháp đàm, có một em nói là khi mình tức giận lên rồi không có kềm chế được đó, thì lúc đó tự nhiên mình thấy rằng có một cái pháp nào đó để mình quán chiếu, mình tư duy, để mình giải trừ cái tức giận của mình đi, thì lúc đó là cái giá trị của cái pháp đó. Và mình sẽ thấy rằng cái người mà hiện cái tướng làm cho mình bực đó cũng có cái giá trị của nó. Tại vì cái nhờ cái người đó đó mà mình thành tựu được cái này. Pháp Hòa ví dụ như cái câu chuyện Ngạ A Nan á, nếu mà Ngạ A Nan mà không rơi vào cái nạn của cô Ma Đăng Già đó, thì làm gì có cái chuyện mà Đức Phật giải cứu Ngạ A Nan, để rồi chúng ta có bộ kinh Đại Thừa tên là Thủ Lăng Nghiêm, hay là để rồi chúng ta được Ngạ A Nan được Đức Phật khai hóa. Rồi khi Đức Phật mất rồi, Ngạ A Nan xin Vô Kết Tập Kinh Điển, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp không cho, là bởi vì Ngạ A Nan chưa chứng thánh quả. Nếu lời, nếu cái giá, nếu cả lời trách móc của Ngài Ca Diếp không có giá trị, dù là lời trách móc nha, nhưng mà nếu lời trách móc đó không có giá trị, thì Ngạ A Nan cũng sẽ không bao giờ nỗ lực hành thiền để rồi cho đến rạng sáng Ngài chứng quả. Vậy thì cái khi mà Ngạ A Nan chứng quả phải trở ngược lại cảm ơn ai? Cảm ơn Ngài Ca Diếp, vì Đại sư Huynh đã trách cứ tôi, nhờ vậy tôi mới thành tựu. Có những người, thí dụ như ở Việt Nam mình á, có một vị hòa thượng tên là Hòa Thượng Cua. Vì hồi nhỏ đó, trước khi đi tu á, ông là một người con trẻ, một đứa nhỏ nhà đó, có lòng từ bi lắm. Mẹ mua cua về, bảo Ngài giả cua ra nấu canh, nấu canh riêu cua. Ngài thấy mấy con cua tội nghiệp quá, Ngài đem ra đồng, Ngài thả nó. Tới khi mẹ hỏi cua đâu, thì Ngài nói con thấy nó tội quá, con thả nó rồi. Bà mẹ rượt đánh. Và khi đánh Ngài như vậy, Ngài sợ quá, Ngài chạy thẳng vô chùa, Ngài ở, Ngài tu luôn, Ngài không dám về. Mãi đến sau này, bà già bệnh rồi mù mắt, Ngài làm trụ trì một ngôi chùa rồi, có đệ tử rồi, mà không dám rước mẹ về nuôi, tại vì sợ đại chúng vì nể cả mình mà chăm sóc mẹ mình đặc biệt hơn, cho nên Ngài không dám. Ngài chỉ rước về bà cụ như một người cơ nhở ở bên ngoài, rồi vì lòng từ bi mà mình đem về thôi, chứ không dám nói đây là mẹ của tôi. Đến khi mà Ngài đi vắng, có Phật sự quan trọng, và Ngài biết rằng á, có thể chuyến đi này Ngài không được gặp mẹ nữa, cho nên trước khi đi Ngài dặn đệ tử: nếu tôi đi vắng ở nhà bà cụ này có lỡ mất, các thầy khoan liệm, khoan chôn chờ tôi về. Thì đúng y như vậy, Ngài đi thì bà ở đây bà mất. Thì cái ngày mà trở về đó, Ngài mới đứng giữa đại chúng, Ngài tuyên bố: tôi xin nói với đại chúng nghe, đây là bà thân sinh của tôi. Nhưng mà vì tôi không muốn ai có một cái đặc biệt gì đối với bà cụ này, vì nể cả tôi là sư phụ, là thầy trụ trì vậy đó, chăm sóc.
Vậy thì cái đánh của bà đó nó cũng có cái giá trị phải không? Giá trị là nhờ vậy ngài mới đi tu. Cho nên trong cuộc đời này á, đại chúng cứ nhớ là cái khổ đó chưa chắc đã là không có giá trị. Tại vì nhờ cái khổ đó đó, nó mới có một cái giá trị là làm cho mình vững tâm vươn lên. Cái nghèo đói chưa chắc đã là sao, đã là không hay. Nhờ vậy cho nên cái giá trị của những chén cơm ngon bây giờ đó nó lớn lắm. Mình có những ngày ăn cơm độn mà cầm củ khoai lên là lấm tấm mấy hạt gạo thôi mà. Ngày nay mình được ăn nguyên chén cơm thì có gì đâu mà không hạnh phúc. Mình có những ngày ăn cơm với muối ớt mà bây giờ mà có nước tương ớt mà chan thì quá giá trị. Pháp Hòa nhớ hồi xây Trúc Lâm cũng vậy. Trời ơi, có những ngày tuyết lạnh 30 mấy độ mà huynh đệ thầy trò có mấy người mà xúc tuyết lạnh lẽo mà 9-10 giờ đêm mà còn ở trên cái sàn nhà để mà xúc tuyết vậy đó. Mà lúc đó mà nhìn cái chưa có tường vách gì đó, mình nhìn thấy nó rộng nó lớn. Trời ơi, cái chùa này mà xong là biết bao nhiêu công sức. Không? Rồi tưởng mình dừng, nhưng mà vì cái nhu cầu Phật sự, càng ngày mình càng có những công việc mình làm nhiều hơn. Nhờ ở đây một Đức Phật phát nguyện, nhưng mà không có phát nguyện khơi khơi. Thấy cái gì mới phát nguyện. Cho nên đó, mình nếu mình thành tựu được, mình phải cảm ơn những cái cảnh đó, những cái mảnh đời đó. Thí dụ mình thấy một cái người đó họ khổ đi, tự nhiên nhắc nhở mình. Như trong kinh kể, có một hôm á, Đức Phật đang ngồi trong chùa tịnh xá, có một cái người đó đó họ đi ngang tịnh xá mà họ reo khổ. Thì Đức có mấy thầy mới nói, trời, Đức Phật mấy thầy mới kể với nhau á, mới nói cái ông này ngày xưa là nhà giàu lắm, nhưng mà tại vì sống không có biết giữ gìn gia sản, ăn chơi tầm bậy tầm bạ, cho nên rồi bây giờ mới sự nghiệp mới tan hoang như vậy đó. Đức Phật nhân cái đó Phật nói một bài pháp. Cho nên tất cả đều có cái giá trị của nó. Mình đã ở những cái nơi mà cùng cực, cho nên khi mình được như vậy thì cái giờ phút cùng cực nó giá trị lắm. Quý vị thấy ông Ngô Phù Sai với Câu Tiễn không? Nằm gai ném mật, nuôi chí phục thù. Một Đức Phật có phát nguyện, đối tượng làm cho mình phát nguyện, có quốc độ của mình, có danh xưng của mình. Cho nên mỗi vị Phật đều có danh xưng, có quốc độ, có lời phát nguyện. Thì ở đây nếu mình có được những cái đó thì mình đủ những cái chất dược. Cũng giống như văn phòng bác sĩ có giường cho người bệnh, có thuốc men đầy đủ hết. Một bệnh nhân nào bước vô đó có những nhu cầu gì đều yên tâm hết, tại vì trong đó có đủ những cái dịch vụ cho cái người bệnh đó. Cho nên chất liệu dược sư là vậy đó. Nhưng mà tại sao mình lấy cái kinh dược sư cái bản căn bản nhất mình nói? Tại vì nói đến một cái thân trong suốt của một Đức Phật. Mà hễ nói tới kinh dược sư cầu an thì phải thắp đèn. Đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Người có trí sáng mới có thể chữa bệnh được. Mà mình chữa bệnh thân phối hợp giáo pháp, thân tâm đều được chữa trị. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng ở đây qua cái phần giới thiệu kinh 7 Đức Phật Dược Sư, để đại chúng có khái niệm về bộ kinh này. Thì ai phát tâm hành trì cũng tốt, và mình biết được cái chút ít về bản kinh này thì mình cũng vui, để khi mình hành trì mình có cái tâm thành trong đó, cái hiểu về bộ kinh. Dạ, xin chúc đại chúng an lạc. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.
thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện